Bây giờ thầy sẽ nhường phần phát biểu đầu tiên lại cho thầy Xuân Dũng và bác Thuận để chia sẻ cho mình một cái tin vui của phòng khám trong thời gian sắp tới. Chắc có lẽ là quý bệnh nhân ở đây sẽ không có nhận cái lợi ích này, nhưng mà những bệnh nhân sau, đó là một cái bước đi lên của phòng khám mỗi ngày phục vụ bệnh nhân tốt hơn, và những điều đó góp phần giúp cho những hoàn cảnh của những bệnh nhân mà khó khăn có cơ hội, có điều kiện để mà về phòng khám để được chăm sóc tốt hơn. Thì bây giờ em xin mời nhường lời lại cho thầy Xuân Dũng nha. Cảm ơn thầy Thanh. Cái này cũng thầy ngồi đi. Xuân Dũng mến chào tất cả quý thầy của phòng khám, quý mạnh thường quân đồng hành cùng với phòng khám, cũng như quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thân mến. Bây giờ thì là buổi chiều của ngày 1 Tây tháng 11 rồi, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì phòng khám sẽ tổ chức cái lễ tưởng nhớ tròn một năm cha Phêrô về với Chúa. Thì như mọi người cũng biết đó, cha đã về với Chúa cũng được một năm, và ngày mai vào lúc 7 giờ sáng ở đây sẽ có một hai việc rất là quan trọng. Các thầy sẽ tổ chức làm cái lễ chúc mừng cho 31 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ đạt kết quả cao. Thì sau đó là cái lễ tưởng niệm đến cha Phêrô tròn một năm về với Chúa. Và có thể nói rằng một ngày mai là một ngày mà các thầy đã làm tròn cái tinh thần yêu thương cho không theo lời của cha Phêrô đã dạy, đã dặn dò trước khi về với Chúa, quý vị. Một kết quả đó là đã ngày mai sẽ báo công với cha về cái thành quả trong một tháng vừa qua thôi, đã có thêm hơn 30 bệnh nhân rồi, cụ thể là 31 bệnh nhân về với được hoàn thành phác đồ và sẽ được về đoàn viên cùng với gia đình. Đó là một niềm, đó là niềm tự hào rất lớn của các thầy. Và Xuân Dũng nghĩ rằng đây cũng là niềm tự hào của cha Phêrô. Và mọi người hãy dành cho các thầy một tràng vỗ tay được không ạ? Cảm ơn. Và cũng theo lời của cha dạy, cũng như những lúc mà cha trăn trở lúc còn sống, thì Xuân Dũng đã được cha tâm tư khá nhiều. Đó giống như là những cái nguyện vọng của cha. Cha muốn muốn để, giống như muốn dặn dò để mong Xuân Dũng cũng như các thầy làm được cái điều này. Như mọi người biết đấy, cha dặn dò một người một thầy Thanh việc này, mỗi người một việc. Và thầy Thanh cũng với các thầy cũng đã làm rất là tốt khi mà đã khôi phục lại cái phòng khám trong thời gian qua với sự đồng hành của mình Thường Quân. Và mọi người thấy rằng là một cái cơ ngơi rất là lớn như thế này, rất là khang trang và đẹp đẽ như thầy, mát mẻ nữa. Rồi cũng như đã làm được cái con đường, đó là cũng là cái mong muốn di nguyện của cha lúc mà cha còn sống. Các thầy đã làm được rất là nhiều cái, và những cái đó Dũng cảm thấy rằng nó rất là thiết thực và đầy ý nghĩa. Và Xuân Dũng nghĩ rằng ở trên thiên đường, cha luôn mỉm cười với những gì, cha mỉm cười và tự hào với những gì mà những học trò của cha làm được. Và tất nhiên để mà làm được điều đó thì không thể nào thiếu sự chung tay giúp sức của Mạnh Thường Quân, các vị ân nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Và thay mặt các thầy ở phòng khám, thay mặt các bệnh nhân, xin được chân thành cảm ơn đến sự đóng góp của quý ân nhân, quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, đứng cạnh ngồi cạnh Xuân Dũng đây, bên đây đó là thầy Nguyễn Tiến Thanh, phó giám đốc của công ty, người phụ trách tiếp nhận hồ sơ và điều phối bệnh nhân đến với các thầy, và cũng là một trong những học trò xuất sắc của cha, được cha huấn nhục 10 năm. Và hôm nay thầy cùng với các học trò khác trong phòng khám là những học trò của cha đã phục dựng phòng khám này và đang phát huy hiệu quả với cái tinh thần yêu thương và cho không. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Thanh rất là nhiều. Và Dũng nói rồi đó, làm gì làm thì không thể thiếu Mạnh Thường Quân. Và đứng cạnh Xuân Dũng đây, đó là mời chú Thuận ạ. Đó là chú Thuận, chú Ngô Văn Thuận. Chú đến là một Việt kiều, chú đã
từ nước Mỹ về đây và muốn làm công việc bác ái với phòng khám. Chú làm từ lúc cha còn sống và hiện tại bây giờ chú còn làm những việc còn giá trị và tốt đẹp hơn nữa. Chính cái phòng khám này, từ ngay ban đầu chú đã rơi nước mắt và đã kết hợp với các thầy từ ngay những ngày đầu mà đang che láng để khôi phục cái phòng khám này được khang trang. Và mọi người, chú Thuận là một đại diện trong những rất nhiều mạnh thường quân, và ngày hôm nay chú sẽ đến để tiếp tục đồng hành với Xuân Dũng thêm một chương trình nữa. Để chương trình đó là gì thì mọi người hãy chờ đợi sau. Trước tiên thì hãy dành cho chú Thuận một tràng vỗ tay nữa quý vị. Dạ vâng, trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì nó khác với thường ngày một chút xíu. Nếu như mọi lần thì thầy Thanh sẽ giao lưu và chia sẻ về cái quá trình điều trị của chúng ta, vì sao chúng ta lại có kết quả cao như vậy. Thầy phân tích rất rõ cho mọi người, sau đó thì thầy có những lời dặn dò khuyên cho mọi người như thế nào khi mà về nhà. Còn bây giờ thì đó là mọi ngày, mọi lần đó quý vị. Còn bây giờ thì nó khác. Hôm nay Xuân Dũng có xin phép một khoảng 20 phút cùng với thầy Thanh và chú Thuần chia sẻ một cái điều rất tuyệt vời đến với quý vị. Sáng nay Xuân Dũng đã có một cái live stream và đã công bố rồi. Đã công bố rồi, và hiện tại bây giờ trên tay Dũng là một cái hợp đồng. Làm gì làm, bây giờ nói với mọi người mà không có cái này ra thì nó cũng sẽ là lời nói, nó không có giá trị. Dũng nghĩ như vậy, nó thiếu mất cái giá trị, và giá trị hơn nhiều nếu như đó là một cái hợp đồng rõ ràng như ở đây. Sáng nay Dũng đã chia sẻ với mọi người đó là bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ có 101 phòng trò để cho các bệnh nhân là miễn phí. Nhưng mà sau khi Dũng bàn bạc với chủ phòng trò xong thì thống nhất là 100 phòng thôi quý vị. Lý do thì vì còn có một số phòng kia người ta thuê rồi, mình không có thể ấy được á. Muốn lẽ bây giờ mình lại đó là những người thuê để họ công nhân họ ở chứ ngoài bệnh nhân, cho nên mình không thể đuổi họ được. Cho nên là trong hợp đồng này chỉ là 100 phòng thôi. Và cái người mà để giúp cho Xuân Dũng làm cái việc bác ái này đó là gia đình của chú Ngô Văn Thuận. Dạ, chú Ngô Văn Thuận hiện tại bây giờ đang có là khoảng 200 phòng trò bao gồm tổng cộng, nhưng chú dành 100 phòng trò để làm bác ái. Xuân Dũng, chú cho Xuân Dũng thuê với một cái giá rất rất yêu thương, gọi như là tượng trưng thôi. 100 phòng trò mà chú lấy một tháng chỉ có 10 triệu thôi quý vị. Quý vị thấy sao ạ? Đó là chú quá yêu thương đúng không ạ? Chú làm công việc bác ái, đây là hỗ trợ một chút đỉnh nào đó cho chú thôi. Đó, vì chú đã bỏ ra rất rất nhiều tiền để xây cất lên. Chú bỏ ra thì bao nhiêu lát nữa chú sẽ chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà chú không thể làm bác ái hết được. Và chú có chia sẻ rằng là chỉ sau một thời gian nữa thôi thì chú sẽ làm bác ái hết luôn. Nhưng tạm thời bây giờ thuê với cái giá tượng trưng quý vị. Và tất cả các bệnh nhân đến đây điều trị sẽ được ở miễn phí, không cần phân biệt họ là như thế nào, họ là ai, giàu hay nghèo, sang hay hèn, không phân cấp, không phân biệt giai cấp, địa vị, tôn giáo, tín ngưỡng gì hết. Miễn rằng có mong muốn được ở phòng trò miễn phí thì ở đây phòng khám sẽ tạo điều kiện cho bệnh nhân. Được không ạ? Rồi, thì với cái động cơ nào, với cái gì đã thôi thúc cho chú Thuần chú làm cái việc này, thì sau đây Xuân Dũng xin mời chú Thuần chia sẻ cho mọi người cái lý do gì mà chú muốn kết hợp cùng với Xuân Dũng để làm công việc bác ái rất ý nghĩa này. Xin mời chú Thuần. Dạ. Xin chào người bệnh. Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cha mất. Dạ, tôi cũng có một phần muốn chia sẻ với các bệnh nhân và các người nuôi bệnh. Gia đình của chúng tôi từ Mỹ trở về đây, tôi đã về đây ở đây hơn 3 năm và xây dựng những cơ ngơi ở đây, thì có hơn 200 mấy phòng trọ, và ở hai khu, một khu dưới kia là 87 phòng, và khu ở trên đây thì 116 phòng, và khu ở dưới kia thì đã có người trông chừng, và khu trên đây nữa thì
chúng tôi vì lòng bác ái và cũng muốn chia sẻ lại cho các bệnh nhân, nói đúng hơn là các bệnh nhân đã bệnh đi ung thư. Chúng tôi chỉ nhận những người bệnh ung thư chứ không có nhận người mạnh khỏe phía ngoài, chúng tôi không có nhận. Bởi vì gia đình chúng tôi có cái ước nguyện rất là sâu xa là tất cả các bệnh nhân mắc bệnh ung thư về tới khu ở đây thì có phòng khám của cha đây khám miễn phí, và tôi sẽ miễn phí chỗ ăn chỗ ở đầy đủ cho các vị hết. Có phòng máy lạnh thì 62 căn phòng máy lạnh, và số còn lại thì phòng quạt. Bởi vì khi bệnh nhân, tôi vẫn hiểu bệnh nhân có ở phòng lạnh máy lạnh được và ở phòng máy lạnh không được, nhưng mà những căn phòng ở đây thì rất là khang trang, mái tôn mà tôn nhựa không có nóng, và phòng có mỗi phòng đều có la phong, bề ngang là 3,5 m, bề dài là 7,5 m tới 8,1 m mỗi phòng. Và chúng tôi không có nhận tiền phòng kể từ đầu tháng này, là không có nhận tiền. Những ai đã trả tiền rồi cho tháng rồi thì tôi cũng xin lỗi. Và bắt đầu thì theo lời Sương Dũng nói là bắt đầu những phòng của Sương Dũng đã đặt trước, còn lại thì những bệnh nhân nào được quyền ở thì càng sớm thì càng tốt. Và sau đó nữa thì hoàn toàn miễn phí, căn phòng ở rất là thoải mái, bề ngang 3,5 m tới 4,5 m, bề dài từ 7,5 m cho tới 8,1 m, khang trang, có la phong đầy đủ hết. Như vậy là phòng máy lạnh có 62 cái máy lạnh mới, hoàn toàn mới, tất cả đồ vật dụng đều mới hết. Và những gia dụng mua không phải của tôi nhưng mà của cháu nó bán lại, nó lấy số lời nhưng mà số lời rất là nhẹ. Chẳng hạn như một cái máy nào để mà hầm cháu ăn phía ngoài thì bao nhiêu không biết, nhưng mà cháu nó chỉ nhận số nhỏ khoảng 900 một cái. Và những đồ điện của cháu nó bán, tôi xin bảo đảm xài đến khi nào quý vị xuất viện để nhà thôi. Còn nó hư hỏng hoặc bất cứ chuyện gì đổi lấy cái mới, hoàn toàn như lời đã hứa với Sương Dũng mà trước tới nay. Là chúng tôi, gia đình chúng tôi theo đúng là tháng tới mới là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà thật ra tới ngày 20 này con tôi nó về, vừa dâu vừa rể, nói chung là cả gia đình 20 đứa nó về, là tính đúng ngày đó mới là miễn phí. Nhưng mà theo lời Sương Dũng đã lên sóng nói như vậy thì từ hôm nay sẽ miễn phí. Thì tất cả các cô các chú nào cứ mạnh dạn tới ở đều miễn phí hết. Gia đình tôi chỉ trả những gì mình xài và sử dụng thôi, hoàn toàn miễn phí. Với lòng bác ái của gia đình, chúng tôi có ước nguyện, tôi có một đứa cháu ngoại, nó tròn 16 tuổi đã bị bệnh, mắc bệnh ung thư, mà nó đang sinh trưởng ở Mỹ. Và cũng có ước nguyện là cháu nó hết bệnh thì bao nhiêu tài sản của chúng tôi gây dựng bao nhiêu năm sẽ đem về cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, để được nâng tay đỡ những bệnh nhân ung thư chút xíu cũng được, cũng là tấm lòng tốt của gia đình. Dạ, nó như vậy là thế vậy mới, cho nên ngày năm rồi tới năm nay chúng tôi không ngừng, gia đình con cái tôi không ngừng. Thứ nhất là cố gắng làm sao cho các bệnh nhân giảm ít chi phí, càng nhiều càng tốt. Và thứ hai nữa, mình có cái gì giúp đỡ được cái nấy cho tất cả bệnh nhân ung thư, là
cháu nó, cháu ngoại của tôi may mắn nó còn sống được, với ước nguyện là như vậy. Để gia đình chúng tôi có ước nguyện là có cái hoài bão cháu nó sống được, thì chúng tôi sẽ dành dụm ra một số tiền lớn để giúp đỡ những bệnh nhân không được may mắn mà bị vướng phải bệnh ung thư. Thì đó, như vậy thì xin các mạnh thường quân ở các nơi trên thế giới này xin vui lòng giúp đỡ phòng khám yêu thương cho không của chùa, mấy cô mấy chú ở đây cũng có địa chỉ ở này ở đây, để ngày càng phát triển lớn. Và gia đình tôi vẫn nguyện luôn luôn đi các nước để truyền bá cho những bệnh nhân chẳng may bị ung thư và bị ung bướu. Tôi tới đây thì có những cô các chú ở đây nhiệt tình giúp đỡ. Và xin Xuân Dũng cảm thấy xúc động khi mà nghe những lời chú Thuần chia sẻ. Những lời vừa qua có lẽ những cái lời chia sẻ rất là tâm huyết và đầy tấm lòng bác ái từ bi mà chú Thuần đang chia sẻ. Rõ ràng một người như chú bây giờ thì chú chỉ mong sao các bệnh nhân được an ủi phần nào hay phần đó, vì bản thân gia đình chú cũng đã không khó khăn về kinh tế, vẫn kinh tế rất là tốt. Ngoài ra chú muốn rất là đồng cảm vì có một người cháu 16 tuổi cũng đã bị bệnh, và chú mong sao người cháu mình sẽ có kết quả tốt giống như 31 bệnh nhân đang ngồi phía dưới, đúng chứ? Dạ. Thì thưa cả nhà, lúc này chú Thuần chia sẻ thì có những cái lời mà lúc mà chú đang xúc động á, thì chú chia sẻ, dù không biết là mọi người nghe có rõ hay không, nhưng mà Xuân Dũng có thể nhắc lại một cái thế này. Trong cái chú cháu sau khi mà bàn bạc thỏa thuận cái nhà trọ của chú, thì bắt đầu từ tháng này những bệnh nhân mới sẽ được ở miễn phí, bắt đầu từ ngày hôm nay là được đến để ở miễn phí. Còn những bệnh nhân cũ hiện tại đang ở nhà trọ của chú luôn thì bắt đầu tháng sau sẽ được miễn phí nha. Bắt đầu từ tháng sau những người mà hiện tại đang thuê trọ ở đó là được miễn phí hết. Còn những người bây giờ chỉ miễn phí cho những bệnh nhân mới, còn những bệnh nhân cũ thì là bắt đầu từ tháng sau nha. Rồi, đó là cái đầu tiên. Thứ hai nữa thì bệnh nhân đến đó ở giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo an ninh theo quy định, an ninh trật tự theo quy định, không như là không có làm những cái như là sai với các thầy, như là người nhà đến đó cũng phải là gì ạ, cũng là ăn không được ăn đạm động vật luôn, rồi phải là ăn như về ăn chay luôn đó. Rồi cái thứ hai nữa là không có cờ bạc, không phải là trời mưa trời gió đêm hôm rồi tập trung là đến bài rồi vậy, đến kể cả đến cho vui cũng được, tại vì trước đó cha còn sống cha đã không muốn cái điều này rồi đó, đã từng có bệnh nhân từng bị đuổi là như vậy rồi. Và hiện tại bây giờ các thầy cũng vậy, nếu phát hiện ra thì sẽ không được ở miễn phí, mà không những không được ở trò đó rồi mà ở đây các thầy cũng từ chối luôn, từ chối điều trị luôn. Rồi bệnh nhân ngoài những cái việc đó ra thì bệnh nhân chỉ trả một cái khoản tiền, đó là tiền vệ sinh, như là tiền rác, tiền nước và tiền điện mà thôi. Đó, đó là những cái mà có lẽ rằng chú Thuần với Xuân Dũng đã tạo điều kiện hết sức cho bệnh nhân rồi. Ở đây đến DV phòng khám thì quý vị được khám, được hỗ trợ, được điều trị hoàn toàn miễn phí, được phát thuốc, được tư vấn, được phát gạo, được cho nước kiềm hoàn toàn miễn phí rồi. Về ở phòng trọ hoàn toàn miễn phí, mà quý vị không có nhân hết bệnh nữa thì không có chỗ nào nữa được đâu. Đó, được hoàn toàn miễn phí như vậy. Tất nhiên thì cái số lượng hiện tại bây giờ thì mới được có 100 phòng thôi.
Nhưng Dũng nghĩ rằng như vậy đó là một cái điều quá tuyệt vời rồi quý vị. Đó quá tuyệt vời rồi. Thì không biết nói gì hơn, Xuân Dũng thay mặt cho các bệnh nhân chân thành cảm ơn tấm lòng từ bi bác ái của gia đình chú Ngô Văn Thuần rất là nhiều. Và nói sao thì nói, nhưng mà phải có là giấy tờ hẳn hoi, đúng chú? Đó, tại vì là có cái này để rồi Dũng còn có cái cơ sở để về nói với vợ, để vợ còn cho tiền mà đóng tiền cho chú chứ. Xin bà xã chứ, nói vậy chứ làm vậy trong người không có đồng nào, làm gì phải vệ sinh. Rồi thì cũng đây là cái thể hiện cái minh chứng rằng là cái sự bác ái của chú Thuần. Nếu như một phòng mà chú chỉ lấy 1 triệu thôi quý vị, 1 triệu một tháng, thì 100 phòng này là một tháng là 100 triệu rồi, đúng không ạ? Đúng ạ, 100 triệu. Bây giờ chú chỉ lấy tượng trưng có 10 triệu thôi, à, thì Dũng thấy rằng đây là một cái việc làm hết sức là bác ái, và Dũng nói là công đức phải của chú là vô lượng đấy. Thì có lẽ là Dũng là người theo không có đạo, nhưng mà cứ hay nói theo cái kiểu mà ông bà hay nói thì mình nói vậy. Nhưng mà những cái việc làm của chú này còn say hơn, trước đây cha phê tôi cũng hay nói mà, còn say hơn là 10 cái chùa hay là 10 kiến chùa gì đó. Dũng thì cũng rành lắm, nhưng mà thực sự mà nói là cái việc làm của chú đáng trân trọng và ghi nhận. Một lần nữa thay mặt các bệnh nhân xin trân trọng cảm ơn chú và gia đình chú. Thì ở đây cái biên bản này được chia làm 2 tờ, và Xuân Dũng là người thuê, chú Thuần là người cho thuê, còn sẽ nhờ thầy Thanh là làm chứng để cho nó minh bạch một tí, cho nó công khai minh bạch một tí thôi mà nha mọi người ha. Dạ rồi, bây giờ trong nhờ chú Thuần ký vô đây ạ. Người cho thuê ở giữa chỗ. Rồi, tờ dưới này chút. Rồi, 2 tờ này có giá trị pháp lý giống nhau và chia làm 2 bản, mỗi người giữ 1 bản. Dũng cũng nói trước, trong cái hợp đồng này ghi rõ quý vị ạ. Dũng hiện tại bây giờ thì Dũng đang có khả năng là giúp cho bệnh nhân 6 tháng thôi. Cho nên là cái hợp đồng này là thời hạn thuê là 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2024 đến ngày 1 tây tháng 4 2025 là hết hạn. Nhưng nếu Xuân Dũng có điều kiện và Xuân Dũng tiếp tục gia hạn với chú thì sẽ làm cái phụ lục ở phía sau ghi vào là gia hạn thêm 6 tháng nữa. Nếu mà có khả năng thì Dũng gia hạn thêm, và lúc đó thì mình làm ký sau này thôi chú ha. Không sao. Nếu mà sau 6 tháng nữa mà Xuân Dũng không ký hợp đồng nữa đó, chắc bà xã tôi cũng ký hợp đồng. Tuyệt vời quý vị. Chú nói về là Dũng giữa, tức là hậu phương sẽ là, tức là hai vợ chồng chú quyết định là free luôn, cho ở miễn phí luôn quý vị. Một tin rất là vui đúng không ạ? Không, nhưng mà Dũng cũng muốn rằng là góp một chút. Dũng cũng muốn có một cái chút lòng đến với bệnh nhân, cho nên là nói về thôi, nhưng mà Dũng cũng muốn lắm, muốn đồng hành cùng với chú dài dài, chứ không để cho chú free mãi đâu. Đó, thực sự Dũng cũng muốn góp một chút đến với bệnh nhân, chứ không phải là, thực ra thì điều kiện gia đình Dũng cũng ổn lắm, không khó. Rồi ngoài ra Dũng còn có sự hỗ trợ của người em ở Canada nữa. Nói chung gia đình Dũng thì mọi người hôm nào có dịp thì biết, thì các ông biết thì cũng đến, nhìn lên thì cũng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng hơn vài người thôi, cũng lo được cái chuyện đó. Con sẽ cố gắng đồng hành với chú nha chú nha, nhưng mà con cứ ghi vậy thôi. Có gì ấy rồi mời thầy Thanh làm chứng cho Xuân Dũng ấy nha. Thầy Dũng ký đây luôn. Rồi, nhờ thầy Thanh ký làm gì? Có lẽ
cái Dũng và chú Thuần á, vừa rồi có một cái thỏa thuận ở đây á, thì chỉ là những người đang sắp tới điều trị là nghe vui, chứ còn các anh chị ở phía dưới 31 người xuống dưới chắc không vui đâu, đúng không? Tại vì về rồi, ngày mai về rồi. Ngày mai về rồi. Dạ, Dũng nói vui là nó dạ vui đúng không ạ? Tại vì vui vì sắp tới những người bệnh đến đây giống mình điều trị, họ không phải lo lắng một tháng vậy là 1,5 triệu, 2 triệu tiền phòng trọ nữa, mà hãy dành cái tiền đó để mình trang trải thêm các chi phí khác, như là mua thuốc men, rồi mua rau củ quả để mình bổ sung chất dinh dưỡng. Đó, đó là những cái điều rất hay, đó là cái mà chú Thuần đang gián tiếp giúp cho quý vị đó nha. Rồi. Rồi, hai tờ chú. Bây giờ chú một tờ, cháu một tờ. Rồi mọi người xin một tràng vỗ tay để cảm ơn tấm lòng của chú Thuần đấy ạ. Dạ. Còn cái đóng góp của Xuân Dũng là nhỏ bé lắm, nhỏ bé rất là nhiều so với chú Thuận. Mọi người thấy đó, 100 phòng này nếu mà chú mà cho thuê sòng phẳng thì phải là 100 triệu. Bây giờ Dũng chỉ phụ cho chú có 10 triệu thôi, thì một phần nhỏ, một phần 10 của chú thôi. Cho nên là Dũng là cũng không có đáng gì lớn cả. Quan trọng nhất là hãy dành một tràng vỗ tay nhất lớn và thật dài cho chú Thuận. Dạ. Có người cũng muốn nhận lãnh để họ làm. Dạ. Họ đưa cho chú Thịnh là 60 triệu trong mỗi tháng. Wow. Dạ. Yeah. Chú Thịnh có làm gì hết để lấy 60 triệu mỗi tháng. Và phía trước là 6 căn nhà đó, yeah. Họ đưa 10 triệu, lấy thêm 10 triệu là 70 triệu. Mà cũng thấy tiền cũng ham. Yeah. Nhưng mà cái lòng bác ái thì nó hỏi chứ, nhiều người hỏi chứ sao chú Thịnh chú cho ông này tới 3 mét đất, 1 mét tới 150-200 triệu được. À. Thì vợ chồng tôi nó trả lời là tôi khi mà tôi chết tôi không có đem theo được, phải đem theo được tôi không có cho. Dạ. Thì ở đây cũng vậy, ở phòng nhà trọ tôi cũng vậy. Người ta trả tôi 60 triệu mỗi tháng mà tôi không có dám nhận. Thì không có nhận là tại vì muốn để cho bệnh nhân ung thư người ta ở. Mỗi tháng Thiên Dũng đưa khách các bệnh nhân vô mà Thiên Dũng cũng đưa cho tôi hết 10 triệu rồi. Dạ. Yeah. Yeah, cũng đủ hai đứa sống dư sức. Dạ. Để ăn uống đạm bạc một chút. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn tấm lòng của chú Thuần. Mọi người nghe chú chia sẻ mình cảm thấy là hết sức là cảm động quý vị. Đó, chú từ chối 70 triệu để đổi lấy 10 triệu của Xuân Dũng thôi. Đó, và đây là những cái đồng tiền mà chú nhận mà chú cảm thấy 10 triệu mà nó hạnh phúc vô cùng. Đó, vì số tiền còn lại giống như chú đã làm bác ái rồi quý vị. Như vậy là làm bác ái đó. Đó, thì quý vị biết rồi đó. Chú Thuần bỏ ra số tiền rất là lớn để xây hơn 100 phòng trọ đó, phải tiền tỷ chú ha. Buổi trước là khi mà chưa có bỏ phòng lạnh với lại chưa có bỏ cái là phòng vô thì tôi bỏ ra hết là 6,6 tỷ. 6,6 tỷ? Dạ, 6,6 tỷ. Nhưng mà sau này nữa tôi bỏ thêm 62 cái máy lạnh với lại 62 cái là phòng á. Dạ. Dạ, cũng hết 620 triệu. Wow. Dạ. Vậy là hơn 7 tỷ. Nó 7,2 tỷ. 7,2 tỷ thì hơn 7 tỷ. Dạ, 7,2 tỷ. Wow, 7,2 tỷ bỏ ra và bây giờ thu lại một tháng 10 triệu thôi quý vị, làm bằng ai hết. Một tràng vỗ tay cho chú Thuần đi quý vị. Trời ơi, bác Dũng thấy rằng là chú là phải được biểu dương là người tốt, việc tốt mà cần phải là cấp trung ương mới được. Đó, Dũng nghĩ rằng là sắp tới sẽ có nhiều người sẽ để tìm đến chú và phỏng vấn chú vì cái tấm lòng bác ái này, bỏ ra 7 tỷ 2 xây lên và gần như là cho ở miễn phí cho bệnh nhân. Đúng, và bây giờ chú vừa mới kể mới nói đó là từ chối 70 triệu. Đó, đáng lẽ cho thuê 70 triệu chú ngồi rảnh ra khỏe. Hai vợ chồng lấy số tiền đó đi du lịch, đi chơi nhớ khắp nơi nhưng không muốn. Muốn cái tại vì làm như vậy thì là bệnh nhân họ tới đó họ ở thì họ không phải đóng tiền. Đó, thì chú không muốn điều đó, chú muốn bệnh nhân được ở miễn phí thôi. Và nếu như bệnh nhân chỉ ở miễn phí thì chỉ có đưa cho Xuân Dũng. Tiền đó là tiền của Xuân Dũng chứ không phải là tiền của bệnh nhân. Tiền Xuân Dũng đưa cho chú là tiền của Xuân Dũng. Đó, tiền bằng từ đồng tiền của gia đình Xuân Dũng.
và hỗ trợ cho chú. Và điều này có nghĩa rằng là chú không có phải là lấy tiền của bệnh nhân quý vị nhé. Đúng ạ. Thì chú đây là chú cho một cái giải pháp rất rất hay, rất ý nghĩa, rất nhân văn. Điều này có nghĩa rằng tiền bạc nó quan trọng nhưng không phải là tất cả, đúng chứ? Đúng rồi, tiền bạc quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có thầy Thanh ở đây, nếu quý vị biết thêm chút nữa thì có hỏi thầy Thanh chắc cũng biết cho quý vị biết thêm tí xíu. Có thầy Nguyễn Thanh Thanh. Lát nữa thầy Thanh để chia sẻ cho mọi người về cái tấm lòng, về cái hành động vô cùng nhân văn đầy ý nghĩa của chú Thuận. Quý vị ha. Cảm ơn chú Thuận. Rồi thì thưa quý vị, những gì chú Thuận nói lên á thì mọi người nghe nó rất là xúc động đối với Dũng như vậy. Và Dũng cảm thấy thì mình rất là may mắn, và mình cũng cảm thấy các bệnh nhân cũng rất may mắn khi mà được chú Thuận, chú điền cho Xuân Dũng, mà chú nói rằng là hiện tại bây giờ Dũng cũng là đang hỗ trợ cho chú. Là trước đó là Dũng thuê của chú là 10 phòng trò, một tháng là một phòng 1 triệu, 10 tháng là 10 triệu. Chú nói thì bây giờ Xuân Dũng tức là, nhưng mà với điều kiện là có ai vào ở thì mới trả thôi. Như tháng vừa rồi được có 5 người, là 5 người ở thôi, và Xuân Dũng sáng nay mới trả cho chú có 5 triệu. Đó, rõ ràng là sáng nay Dũng mới trả cho chú 5 triệu. Tức là không có mong Dũng là muốn là một tháng Dũng bỏ ra 10 triệu kìa, giúp cho 10 bệnh nhân. Nhưng mà chú thấy Dũng làm bác ái như vậy, cho nên là chú nói rằng là thôi bây giờ chú giao, bây giờ chú một tháng 10 triệu chú giao hết 100 phòng này luôn. Dũng khi tối là Dũng ngủ không được luôn quý vị. Khi hôm qua là chú báo rồi cho chú báo cho Dũng là khi tối là Dũng gần như là không ngủ được. Sáng nay về đây sớm gặp chú, ngồi bàn bạc xong là đến trưa nay, là đến bây giờ luôn, là chú cháu ký cái biên bản thỏa thuận, biên bản hợp đồng này luôn. Có lẽ đây là ý Chúa, ý Cha đấy quý vị, rất là tuyệt vời. Và và thì Thanh, thầy có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà chú Thuận đã có những hành động bác ái đầy nhân văn như vậy. Xin mời ý kiến của thầy. Xin được cảm ơn thầy Xuân Dũng đã cho em có cơ hội để phát biểu. Kính thưa các cô, các bác, cái điều ngày hôm nay con rất là vui mừng. Vui mừng vì lời Cha dạy bây giờ lan tỏa đi, lan tỏa đi rất là nhiều. Bởi vì từ đầu Cha đã sống với cái tinh thần yêu thương cho không, mà từ cái chỗ mà Cha yêu thương cho không đánh động vào trong cái lòng của con cũng như là các thầy thuốc ở đây. Tụi con không phải là những người máu mủ ruột thịt của Cha, cũng không hề quen biết Cha từ trước, nhưng mà vì Cha yêu thương, vì Cha cho không, mà cái năm đó là năm Cha mới ba mấy tuổi thôi, 10 năm về trước, một vị linh mục sống theo lời Chúa, ăn cây cỏ mang hạt giống, yêu thương và cho không, một việc làm quá sức lớn lao, làm cho con cảm thấy trong lòng rất là cảm phục và mong muốn mình góp một cái phần gì đó cho Cha, cũng như là cộng tác chung với Cha để mà lo cho mọi người phần nhỏ thôi. Và từ đó đi theo Cha cho tới ngày hôm nay. Mà khi Cha nằm xuống thì phòng khám bắt đầu mỗi ngày mỗi khang trang hơn. Có nghĩa là đằng sau những gì mà cô bác thấy ngày hôm nay thì đó cũng chính là tinh thần yêu thương cho không mà Cha đã dạy dỗ trên các cái buổi mà Cha đã trong cái buổi mà lòng Chúa thương xót hàng tuần ngày thứ bảy ở Thành Thới. Rồi khi Cha về đây Cha cũng có hướng dẫn, là Cha lên Tây Nguyên Cha cũng nói về điều đó, mà rất nhiều người cô bác đã nghe được mà đồng hành, mà phục dựng cái phòng khám được khang trang mà mọi người thấy ngày hôm nay. Và hôm nay con thấy bác Thuận và thầy Xuân Dũng đã ký một cái hợp đồng rất nhân văn, rất ý nghĩa. Mà thật sự ra đây là một, được xem giống như là một bước ngoặt dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sắp tới. Bởi vì cái tinh thần yêu thương cho không của Cha mà hôm nay bác cảm nhận được, mà bác làm điều đó, thầy Xuân Dũng làm được, bác làm được, và tất cả mọi người
mà có lẽ là quý bệnh nhân ở đây con cũng chưa có dịp chia sẻ, cũng đang đồng hành với mình âm thầm mà giúp cho mình ngày hôm nay có cái cơ hội hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị và những bệnh nhân sắp tới nữa. Cái ngày đầu tiên khi mà phòng khám có được cái giấy phép hoạt động thì lúc đó, đó là khi nhận bệnh nhân vô, tụi con rất trăn trở một điều. Cha nói với tụi con là cha cũng rất là mong muốn làm sao mà lo hết cho tất cả cô bác khi tới đây. Cha đã lo được gạo, thảo dược và nước cho bệnh nhân, nhưng mà có một cái mà cha chưa thể nào làm được, đó là chỗ ở cho quý bệnh nhân. Cha rất là muốn có một cái nơi mà quý bệnh nhân có thể nghỉ ngơi ở đó mà không phải lo lắng về kinh phí. Tại vì khi mà yêu thương cho không, mọi người tới đây là mọi người cũng rất là khó khăn trong vấn đề mình đi điều trị bệnh viện, mình tốn kém rất là nhiều. Sức khỏe mình thì ngày càng xuống mà tiền mình có cái kinh phí mình nó cũng eo hẹp. Mà cha muốn làm sao mà về đây cha có thể lo hết mọi thứ. Nhưng mà trong tay cha thì không có những cái điều kiện đó để mà cha lo. Thì cái thời gian đầu á, là khi đó đó quý bệnh nhân đầu tiên vô á, là không ở những cái khu vực gần đây đâu, mà phải mướn nhà trọ rất là xa, có thể đi tới 5-6 cây số, 7-8 cây số mới có được chỗ ở. Mà những chỗ ở đó có khi mình đi vô mình mướn mà người chủ nhà trọ biết mình là người bệnh ung thư thì họ xua tay, họ nói là tôi không có cho mướn, bởi vì chỗ này là tôi chỉ cho những cái người đi làm công nhân hoặc là những người đi học thôi, mướn để ở thôi. Mà nếu như tôi cho cô chú vô mà cô chú lỡ mà bệnh tình nặng hơn hay gì đó thì làm cho những người khác ta sợ, ta hoang mang, ta không có dám mướn của tôi nữa. Thì đó là quý bệnh nhân rất là khó khi mà về đây kiếm được một chỗ ở, đi xa nữa. Rồi khi đó thì ở khu vực xung quanh thì những chủ nhà cũng có tạo điều kiện, nhưng mà vì kinh tế ở khu vực địa phương khó khăn, đương nhiên họ cũng phải chạy dây đầu này dây đầu kia, họ lập nên những cái chỗ, cái phòng nhà tôn đó, giả chiến đó cho bệnh nhân. Nhưng mà cái chi phí lúc đó có thể là họ phải vay mượn hoặc là khó khăn gì đó, họ lấy tiền của mình nó hơi cao hơn một chút, và quý cô bác cũng phải thông cảm. Tại vì giống như là đột nhiên những cái nhu cầu của bệnh nhân lớn quá, mà họ cũng giúp đỡ, muốn giúp lắm, nhưng mà khu vực ở đây là chủ yếu là người nông dân không à, người ta có thể làm ruộng làm nông, người ta có một cái chỗ đất còn thổ cư rồi gì đó, ta muốn xây cất lên cho mình một chỗ nào đó nhưng mà phải vay mượn. Thì con cũng biết những cái hoàn cảnh đó, thì bắt đầu cái thời gian đầu cũng có những cái chi phí nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, thì tụi con cũng rất là khó khăn khi mà để bệnh nhân đi tự đi mướn chỗ này chỗ kia. Thì có những bệnh nhân không hiểu phòng khám, nói là trên mạng thấy là yêu thương cho không, mà sao về đây mà phải đi ra ngoài những cái nhà trọ đó ở mắc tiền như vậy. Có những dãy nhà trọ 3,5 triệu, 4 triệu đó, một tháng như vậy đó. Thì cũng có nhắn tin, có khi điện thoại nói thẳng con luôn là các thầy có ăn chia quê hồng gì với chủ nhà trọ không, mà vô đây thì các thầy không có lấy tiền, mà sao chủ nhà trọ lại lấy tiền cao như vậy. Cho nên là làm cho con nhiều khi con cũng buồn, tại vì phòng khám thì cố gắng hết mức có thể là lo cái vấn đề điều trị, mà tại chỗ ở mình lo không được thì bệnh nhân phải tự tìm chỗ ở cho mình. Thì bởi vậy cho nên ở đây tụi con không có dám giới thiệu một bệnh nhân nào tới một cái chỗ nào, tại vì nếu giới thiệu chỗ đó quý bệnh nhân nói đó ăn chia với chỗ nhà trọ đó đó. Cho nên tụi con rất là sợ cái chuyện đó. Và bắt đầu khi mà phòng khám bắt đầu ngay từ thời buổi ban đầu là nếu như mà không có bác Thuận, gia đình bác Thuận và bác Giang, hai người đã vào gặp thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến và thầy Hạnh để mà sẵn sàng góp 26.000 viên gạch đầu tiên để xây lại cái phòng này, thì chắc có lẽ ngày hôm nay quý bệnh nhân không có ngồi ở đây được. Tụi con rất là nhớ như in trong lòng mình, con mang ơn điều đó rất là nhiều, bởi vì con nghĩ là
mình không bao giờ làm được những cái điều đó mà bác đã vực dậy tinh thần của các thầy và động viên tinh thần và tin tưởng ngay thời điểm mình không có cái gì hết để mà mình có thể lo được cho bệnh nhân. Lúc đó là nhà bạc phải mướn, mà mướn mình cũng chưa có tiền trả liền nữa, cho nên là khi đó vừa xây rồi các quý bệnh nhân cũng thấy thương tụi con mà không có phiền chấp gì khi mà vào cái nhà bạc để khám bệnh, cũng như là người nuôi đồng hành cũng với các thầy để mà phục dựng lại, người thì phụ vinh gạch, người thì lo xây dựng này xây dựng kia, người thì đi điện, thì điều đó tụi con rất là mừng. Tại vì giống như con nói đó, cái tình yêu thương của cha đánh động tất cả mọi người, làm cho mọi người gắn kết với nhau mà mới hình thành giống như ngày hôm nay. Cho nên là ngày hôm nay mà cô bác có được cơ hội mà được ở chỗ bác Thuận, mà bác Thuận cho ở miễn phí như vậy với hợp đồng của thầy Xuân Dũng mới vừa công bố ra, thì con nghĩ đây là cái tình yêu thương trước tiên mình tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã làm cho mọi thứ này, cuộc sống này nó tự nhiên, mình thấy nó có một cái giống như là một cái điểm tựa cho mình vậy đó. Cho nên là hôm nay con vui mừng vì điều đó. Con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin nhiều lời để cho thầy Xuân Dũng. Cảm ơn thầy rất nhiều lắm ạ. Vâng, thưa cả nhà, những gì mà thầy Thanh vừa chia sẻ, Xuân Dũng lắng nghe, thì đó là những cái mà trong cái thời gian trước đó, đó là những cái mà hàng ngày Xuân Dũng với cha cũng ngồi trăn trở rất là nhiều. Trăn trở vì là thầy Thanh là nói rồi, thầy Thanh nói rồi thì Dũng cũng xác nhận lại thôi, đúng, ngày xưa Dũng với cha cũng trăn trở cái điều đó, vì cứ tưởng rằng là cha với các thầy là đang bắt tay với phòng trò, vì sao mà cái phòng trò nó mắc tiền như vậy đó. Ở đây miễn phí mà ra mắc tiền, báo đó là những cái trăn trở đó. Và cha cũng có nói, cha nói là Xuân Dũng, cha có phía bên kia kìa đó, bên kia sống là cha có ba con đất, và cha nói rằng là nếu cha có đó thì cha cho con thì con làm gì. Thì Xuân Dũng nói là cha, nếu mà thực sự như vậy á, thì con sẽ cất nhà trò cho bệnh nhân ở miễn phí. Là Xuân Dũng tính như vậy luôn á. Và nhưng mà có một cái là khi mà đi làm chuyển đổi á, để mà đất đó để mà được cất trò thì không được. Đây là Dũng nói thật, nói trước đó là Dũng nói với cha nó như vậy. Cha có ba công đất ở phía trước nè, cha tính viết giấy cho Xuân Dũng rồi đó. Nhưng mà sau đó Xuân Dũng nói nếu mà được như vậy thì con nhận, con không được con không nhận, thì con muốn cất lân để cất nhà trò thôi. Nhưng mà nếu mà không cất nhà trò được thì không làm. Là lúc đó là tính là làm cái cầu từ đây qua đó, rồi bệnh nhân là qua đó ở rồi qua đây đó quý vị. Đó là những cái lời nói mà Dũng với cha đã bàn trước di ảnh của cha và trước bức tường cha đây, là đó là những lời nói mà thật. Nhưng mà có lẽ rằng cái tâm nguyện của cha và cái mong muốn của Xuân Dũng đã được một tâm lòng bác ái vĩ đại hơn nữa, đã làm được điều đó. Đó là chú Thuận rồi, rất là cảm ơn chú Thuận. Chú Thuận đã giống như là đã làm được cái điều mà cha mong muốn và Xuân Dũng cũng mong muốn như vậy. Rất là cảm ơn chú Thuận. Nói lại một chút xíu nữa thì ngay phòng trò chú Thuận đây Dũng nói thì mọi người ấy, khi mà về đó ở, mọi người đừng, không cần phải đi đâu xa, không cần phải đi đâu xa để mua sắm gì hết, cũng không cần phải, có nhiều bệnh nhân là đi theo cái mang đi xe đò á, mang theo nồi cơm điện liền ra liền kỉnh mua mắc tiền, mua đến là 1.000.000 rồi mắc tiền là liền ra liền kỉnh mang theo đi cho mệt, không cần. Tới ngay chỗ đó là có một đứa cháu của chú Thuận, đây nói thẳng luôn, đứa cháu của chú Thuận cũng, anh này cũng rất có tâm, anh bán cái nồi áp suất, nó quý vị, cung cấp cái nồi áp suất chỉ có 900.000 thôi, hả, có 900.000 thôi mà bảo hành là trọn đời, nói dùng cái từ trọn đời tức là bảo hành là cho đến khi mà, nói chung là về nguyên tắc cái đó là sản phẩm bảo hành 1 tháng, nhưng mà ngay tại đó luôn, nếu mà bị hư là 1 đổi 1 đi mới luôn, đổi mới luôn chứ không phải là chuyển đem đi sửa, đổ luôn. Rồi bình siêu tốc thì cũng vậy, bình siêu tốc là ví dụ như là không biết bao nhiêu tiền,
Dũng không hỏi, nhưng mà anh này anh đã nói với Sơn Dũng rằng là nếu mà bình sữa tóc đó, tới đó ha, một tuần 10 ngày hư rồi ra lấy cái mới yêu luôn, nó nằm ở phía trước đó luôn, không có gì đâu xa đó, là rồi nềm niết thì mọi cái đó là chúng ta không phải lo tới, là nềm thì mình có phòng nào có nềm phòng đó rồi chú, đúng không? Có giường, có giường thôi ha. À có giường. À, vậy là ai muốn mua chiếu, ai muốn mua nềm thì mua thêm, à, thì ngay đó cũng có luôn. Đó là Dũng chia sẻ thêm như vậy để cho một số bệnh nhân ở xa nghe thì cứ yên tâm mà đến, ở đó có sản hết, không phải là lịch mang từ ngoài Hà Nội, từ ngoài Lạng Sơn mà mang đủ thứ lên xe, nó lấy thêm phí rồi lo lắng lật ca lại kẹt, đèo bỏng nó theo nó mệt ha. Rồi đó là chương trình mà Xuân Dũng kết hợp với chú Thuần thì gần như đã xong, đã xong rồi đó. Rồi còn bây giờ một cái phần nữa, mà phần này thì nó Xuân Dũng thực sự mà nói là cũng suy nghĩ nhiều lắm, không biết mình có đã phù với chú Thuần như vậy rồi, một tháng 10 triệu rồi, rồi cũng Dũng cũng làm nhiều việc khác nữa chứ không phải là một việc, thì hôm nay Dũng cũng quyết định trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn, trong vòng 6 tháng cứ mỗi bệnh nhân ra viện, đặc biệt là 31 người này ở phía dưới này, bệnh nhân phía dưới này là sẽ là những người đầu tiên trong cái chương trình này, cứ mỗi bệnh nhân ra viện thì Xuân Dũng sẽ tặng cho một cái phiếu tỷ giá 1 triệu, một phiếu 1 triệu ha. Đây, mọi người xem. Và lát nữa Xuân Dũng sẽ gửi tặng luôn, vì Dũng tính là để ngày mai cho nó ý nghĩa. Nhưng mà ngày mai Xuân Dũng không có đến vừa được, vì tham dự cái buổi thi rất là quan trọng vào ngày mai và ngày mốt ở thứ bảy chủ nhật này. Rất tiếc là Xuân Dũng không có mặt được, cho nên là Xuân Dũng sẽ trao ngay bây giờ. Lát nữa Xuân Dũng sẽ nhờ chú Thuần và thầy Thanh cùng Xuân Dũng trao luôn phiếu quà trị giá 1 triệu đồng. Nhưng cái này thì sẽ được nhận lại 1 triệu tiền mặt khi các bệnh nhân mua máy yêu kiểm. Dũng thấy là biết có người vui rồi, tại vì là có đặt rồi. Nhưng mà có đặt rồi, Dũng thấy là ai về, một số rất là nhiều người về có liên hệ mua đâu thì cũng vậy. Đặc biệt nhé, đây Dũng không phải ngồi nói, rất nhiều người đang chủ động không bị bệnh mà cũng đang chủ động tìm đến mua máy yêu kiểm. Nhưng ở ngoài thị trường á, giá cao. Với Xuân Dũng hiện tại bây giờ mỗi máy đang được giảm 2 triệu rồi, được giảm thêm 1 triệu tiền mặt nữa là 3 triệu là quá tuyệt vời đó quý vị. Hầu như là đây là cái chương trình mà Dũng xin công ty robot á, xin chủ tịch, ông chủ tịch tập đoàn nhà sáng lập công ty robot anh Nguyễn Phương Nam, là anh người quê ở Cái Bè Tiền Giang, là cùng quê với bà xã Xuân Dũng. Thì anh thấy những cái việc làm của Xuân Dũng như vậy, và anh cái chương trình mà giảm một máy 2 triệu đó là đã được giảm rồi, bây giờ còn được giảm thêm cái này nữa, là cái này là Dũng xin thêm công ty á. Và hầu như là Dũng nghĩ rằng là nếu mà cái số lượng này mà nhiều, 31 người ở phía dưới mà ai cũng ấy, thì Dũng nghĩ rằng là Dũng cũng bối rối. Thực sự mà nói, nếu như mà Dũng nói nha, thực sự mọi người, nếu mà mọi người không ấy thì một điều này Dũng có thể hỗ trợ cho chú Thuần được mà, đúng không? Ví dụ như 10 là Dũng có thể lấy cái tiền này nè, Dũng hỗ trợ cho chú Thuần được mà. Đó, nhưng mà bây giờ thôi quyết định tặng cho mọi người luôn. Đó, không biết là mọi người thấy sao? À, một điều là như vậy ha. Bây giờ Dũng không, thực sự Dũng không có tiền để mà Dũng cho một người 1 triệu như trước đây đâu. À, một người 1 triệu như trước đây lúc ca phê đâu còn sống đâu. À, nhưng bây giờ sẽ là cái quà như vậy, Dũng sẽ tặng. Nếu như mình có nhu cầu thì sẽ được được giảm ha, sẽ được giảm. Ngoài các chương trình khuyến mãi ra rồi còn được tặng thêm cái này. À, mà hiện tại bây giờ chương trình khuyến mãi chỉ có Xuân Dũng là số 1 của công ty robot thôi. À, cứ tin mọi người lên tham khảo mà coi. Không có ai như này, cứ lên cứ tham khảo khắp. Xuân Dũng bây giờ có cái này nữa là càng siêu giảm giá. À, thực sự là như vậy. Thì cái này Dũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhân. Bây giờ nhiều bệnh nhân nó về không có nước để mà giữ phác đồ, mà nguồn nước mà bị ô nhiễm, nguồn nước mà không có đảm bảo thì cái nguy cơ chúng ta tái phát nhiều lắm. Đó là Dũng nói như vậy. Mình cố gắng kiềm hóa cơ thể, tất nhiên rằng là mình phải giữ đúng cái phác đồ ăn uống, chứ đừng có chủ quan rằng hôm nay chúng ta có nước kiềm vào lại. Nói với quý vị nha,
là chúng ta phải hiểu rằng là nước kiềm chúng ta phải uống đúng và uống đủ nữa, và không được làm dùng nó nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là nó là không phải là một cái nước để mà chúng ta làm dùng đâu. Nó giống như một cái mà chúng ta phải hiểu đúng, hiểu đủ về nó để mình làm sao đó uống cho nó phù hợp và đúng cách nữa. Thì tất cả những cái đó dùng đã được công ty robot đào tạo rồi, được các chuyên gia, các bác sĩ mà được công ty mời về đào tạo rồi. Đặc biệt là vừa rồi là được một cái chuyến đào tạo bên Thái Lan của công ty robot nữa. Thì Dũng đủ kiến thức để hướng dẫn cho mọi người dùng thế nào cho đúng và uống thế nào là đủ, chứ không phải uống quá nhiều nhé. Thì đó là những cái gì mà Xuân Dũng muốn gửi gắm đến. Một lần nữa xin cảm ơn đến gia đình Dũng Hồng, cảm ơn đến các thầy ở phòng khám, cảm ơn đến công ty robot đã tạo điều kiện cho Xuân Dũng tiếp xúc với bệnh nhân. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thì con có một vài ý nữa để con chia sẻ cho mọi người. Hình như rồi mọi người đã thấy là bác Thủ và thầy Sư Chủ đã có một cái tin vui với tất cả mọi người. Thì có những chương trình cá nhân mà phát tâm giúp đỡ cho quý vị nhân để bệnh nhân có được điều kiện tốt hơn, và học khám của các thầy luôn luôn duy trì tinh thần yêu thương và cho không, bên cạnh dẫn tạo điều kiện cho các cá nhân cũng như tổ chức tạo điều kiện để mọi người đồng hành cùng với phòng khám để xây dựng một cộng đồng cũng như là trên tinh thần yêu thương cho không đó. Nhưng mà quý bệnh nhân và người đuối bệnh cũng như cộng đồng phải hiểu cho tụi con nha, hiểu cho phòng khám của mình là phòng khám hay là phòng khám yêu thương và cho không. Ở đây mình không buôn bán, không đổi chát bất cứ gì. Tuy nhiên thì cuộc sống xã hội mỗi người ai cũng phải làm, ai cũng phải lo. Thì cái việc mà bên cạnh cái chương trình phát án thì cũng còn những cái vấn đề là cá nhân để mình lo cho được cuộc sống của mình. Mình lấy cái đó mình lo được cho cái đời sống của quý bệnh nhân, cho nên mình phải hiểu rõ ràng thế nào là cái đó. Chứ có thể là sẽ một số thành phần đối tượng là họ hiểu sai về phòng khám, hiểu sai về các thầy, nhìn thấy cái chuyện có thể là cộng tác với các bên, ví dụ như là như thầy sử dụng làm những cái tên robot, là đó là cá nhân của thầy làm, tại vì yêu thương và cho không là phòng khám và thầy sử dụng có chương trình để mà giúp cho bệnh nhân. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà máy nước kiềm thì cái này là cá nhân của thầy nha. Mọi người quý bệnh nhân và người nuôi cũng như tất cả mọi người hiểu là cái nào ra cái đó, có nghĩa là để thôi tránh trường hợp nói đó bây giờ là các thầy thuốc ở đây là chữa bệnh xong rồi gì quảng cáo bán máy nước kiềm luôn, và lúc này là chỉ là sử dụng với mọi người cảm thấy là trong lòng nó không phải có ý lắm đâu. Cái nào ra cái đó, chương trình đương nhiên là xã hội thì là to lắm rồi, còn có những cái công việc thu ngoài xã hội thì có thể mình gắn kết lại thì thôi cho một tháng của mình. Nhưng ở đây các thầy thuốc ở đây lo theo đường lối của cha tổ là yêu thương và cho con, con không giới thiệu, không phải cáo con mua bán bất cứ gì bên ngoài. Thì quý bệnh nhân phải hiểu nha, cái thật đó con sẽ mua bán chậm. Cảm ơn đại diện những cái lời chia sẻ của thầy Thanh. Thì Xuân Dũng cũng nói với mọi người thế này, đúng thầy Thanh nói như vậy để cho mọi người tránh cái hiểu lầm. Thực tế mà nói thế này thôi nè, Xuân Dũng không phải là người tu, cha luôn dạy tất là yêu thương và chân không, nhưng đây yêu thương và chân không trong điều trị bệnh với Xuân Dũng á. Như một người như đi tu như cha thì không là hát, đúng không? Cha một người đi tu là hát. Nhưng với Xuân Dũng, trước khi đến với cha, Xuân Dũng là một người làm kinh doanh,
một người làm công dân. Thì nếu như hôm nay mà Xuân Dũng nói cho quý vị là thế này, để hôm nay này, để có được những cái sự đóng góp của phòng khám này, thì rõ ràng cần những sự chung tay của các mạnh thường quân, đúng quý vị? Đúng ạ. Nhưng mình thường quân đó họ sẽ làm gì ra? Không lẽ họ đi cướp, họ đi cướp tiền vàng để về cho mình à? Đúng không? Tất nhiên rằng cha nói rằng cha nhận những đồng tiền sạch, trước đó cha nói những đồng tiền sạch nha quý vị. À, thì chắc là những cái đồng tiền sạch đó trước đây ai nghe thì biết rồi. Và những cái đồng tiền mà Xuân Dũng làm bác khám đây là những đồng tiền sạch, tại vì đây là một nhu cầu thiết thực, không phải mua bán đổi chất, mua bán đổi chất để điều trị, để điều trị bệnh. Những cái Dũng cho không là những cái Dũng là những đồng tiền đó là Dũng làm rất là sạch. Còn những cái cho không là Dũng cho cái gì ạ? Như là Dũng đang hỗ trợ Nam cho một số bệnh nhân họ có nhu cầu, đó là những cái Dũng cho không, tức là những cái vấn đề mà liên quan đến bệnh tật là Dũng cho không. Còn những cái mà Dũng đã kinh doanh từ trước, như là ví dụ này, đứng thẳng đi, không lẽ vườn sầu riêng của Xuân Dũng một năm thu hoạch 1 tỷ, hôm nay là Dũng kêu Xuân lãi cô tôi cho không à? Đúng quý vị, không lẽ giờ tôi cho không thì cắt đi đem mà bán cho Trung Quốc đi rồi xong 1 tỷ đó Dũng là cho không à? Đó cũng phải, đúng à, cho không. Nhưng rồi ví dụ công ty robot bây giờ quý vị không mua, nhưng mà quý vị có nhu cầu mà, hầu hết là ai cũng có nhu cầu mà. Và cái việc này của Xuân Dũng đã làm từ trước, không phải là bây giờ mới làm. Dũng kinh doanh là máy tính này, Dũng kinh doanh máy lọc nước này, đó trước đây là Dũng là kinh doanh máy tính, lập công ty ra đàng hoàng quý vị đó. Sau đó thì Dũng chuyển cho em gái của Xuân Dũng, sau đó em gái của Xuân Dũng nó đi Canada thì bây giờ là công ty đó giữ đó. Tức là Dũng đã là một người kinh doanh rất là lâu rồi, và trước đây Dũng kinh doanh bất động sản nữa, thì không lẽ bây giờ Dũng không được quyền kinh doanh những cái đó, và những cái đồng tiền đó Dũng có thể làm để giúp cho người khác, đúng không ạ? Thì bây giờ là nước tiền máy tiền nó cũng vậy, Dũng đã kinh doanh từ trước rồi, thực sự mà nói là được khoảng độ 7 năm rồi đó. 7 năm trước đây là cái dòng máy của nội địa Nhật thôi, trước đây là máy nội địa Nhật thôi quý vị, hàng mà Dũng điền 110 đó, chứ không có cái máy mà rất là mắc tiền chứ không có được như vậy đâu. Thì đây là cái mà Dũng làm từ trước. Tất nhiên là Dũng không nói, Dũng nói rồi ai cảm thấy cứ tham khảo, chứ không phải là Dũng cũng quảng cáo. Nhưng mà Dũng thấy là rất nhiều bệnh nhân cứ về đây này, Dũng cũng nói mọi người nếu mà không có thì cứ ra ngoài điền Bách Hóa Xanh mua những cái chai nước này là 5.500 này, hoặc là bình to 5 lít là hình như là 31.000 gì đó, chúng ta vẫn uống được mà. Nhưng nếu mà tính ra, nếu mà lắp cái máy nước kiện là 1 lít nước quý vị tốn chỉ có vài đồng thôi, chưa được 1.000 nữa quý vị, mà nước tươi đảm bảo. Đó là nó là nó chia sẻ như vậy. Còn quý vị có thích mua chỗ nào cũng mua, ở đâu cũng mua, nhưng mà nếu như có lời khuyên thì cố gắng cái nước kiện tươi nó tốt hơn cái nước kiện này rất là nhiều. Dũng cũng chưa hiểu vì sao mà cái nước kiện đó, nếu mà nước kiện tươi mà để ánh sáng mặt trời và có để trong vòng 24 tiếng, mà nếu ánh sáng mặt trời dòi vào á, nước 9.5 ngày mai nó còn khoảng độ 8 chấm hoặc là 7 chấm thôi. Nhưng mà cái này nó để cả tháng nó vẫn còn 9.5, thì Dũng chưa hiểu cái lý do làm sao. Đó. Mà kiện tươi nó rất là giàu hydrogen, nó có chất chống oxy hóa là âm UDP nó rất là cao và nó cực kỳ tốt. Đó là Dũng muốn chia sẻ như vậy thôi. Bây giờ quý vị cứ lên mạng nghe em, rất là nhiều chuyên gia như là tiến sĩ Ngô Đức Phường nói về, rồi rất là nhiều bác sĩ tiến sĩ họ nói về cái vấn đề này, chứ không phải Xuân Dũng nói. Nhưng mà những cái vấn đề mà Dũng muốn tạo điều kiện cho mọi người là Dũng đã xin công ty để cho được một cái như vậy. Còn quý vị muốn ở đâu cũng được, không phải là, đừng có nghĩ rằng hôm nay là Xuân Dũng là cái người mà để mà mua ăn đồ chát như vậy. Nhưng mà quý vị sẽ được lời rất là nhiều nếu mà được Xuân Dũng và công ty robot hỗ trợ đó, vậy thôi. Còn nói rõ với mọi người là đừng có nghĩ rằng là ở đây các thầy là yêu thương cho không, nhưng Dũng là một cái người đã kinh doanh từ trước rồi, làm kinh doanh từ trước rồi, chắc nhiều người biết Xuân Dũng đã từng làm kinh doanh rồi đó. Và Dũng cũng đã thành công với cái đó, cho nên hôm nay Dũng đã có thể có một cái khoản tiền chủ động, tức là gọi là nguồn thu nhập thụ động, để Dũng có thể lo được những công việc bác ái. Dũng vẫn có nhà trọ để cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có nhà trọ cho thuê, và Dũng cũng lo thoải mái cho gia đình, cho cuộc sống của gia đình mình. Cho nên là vẫn những cái vấn đề đó mọi người đừng suy nghĩ. Còn cái vấn đề mà nước kiểm không mua ở đây thì cũng mua chỗ khác, quý vị cứ tham khảo.
đó, để dùng nói như vậy để mọi người đừng có suy nghĩ, đừng nặng vấn đề rằng là ông Xuân Dũng này ông quảng cáo cái sản phẩm này đó. Không có ha. Đó. Tại vì đó là nhu cầu thiết yếu rồi, không cần quảng cáo, mọi người cũng tự tìm hiểu rồi, vì biết rằng là về cái phác đồ về ở đây điều gì là cần phải có, nó cần phải có nước nước kiềm để mới có thể là trong cái phác đồ này nó mới đạt hiệu quả được vậy thôi. Yeah. Ý thầy Thanh có muốn chia sẻ gì thêm không? Dạ. Yeah. Về quý vị ha, còn trên tay Dũng đây có những cái phiếu. Yeah. Thì nếu mà quý vị dùng được tặng cho quý vị, nhưng mà chỉ có quý vị sử dụng thôi, cái phía này không dùng cho người khác được nha. Lát nữa thì bây giờ là nhờ thì thêm về chú Thuận gửi tặng rồi ha, rồi chú Thuận tặng với con ha. Dạ. Rồi cứ ngồi dưới đó thôi, xuống xuống chúng tặng từng người một được rồi. Lát nữa xong á thì lát nữa xong mọi người đi thôi, cứ cầm cái phiếu này để Dũng biết là cái phiếu này là đúng bệnh nhân thì mới được, đúng người bệnh nhân, chứ cái phiếu này cũng được dành cho người khác, kiểu như vậy đó ha. Lát nữa thì làm sao cho nó ấy, là Dũng muốn ghi cái tên bệnh nhân vô đây trong cái phiếu á nha, để là bệnh nhân nào thì mới được cái đó thì hợp lệ. Tại vì cái này Dũng cũng phải xin quý vị, cái chương trình này Dũng cũng phải xin chứ không phải là muốn là được đó, phải xin mấy ấy. Tại vì là công ty bớt như vậy là quá ưu đãi cho các bệnh nhân, cho các bệnh nhân rồi, chỗ khác xin không được. Dạ rồi. Vậy không mời chú Thuận cùng con xuống cao cái ha. Sau khi trao xong thì Xuân Dũng nhường cho thầy Thanh xin lạc với bệnh nhân tiếp nhé. Trong khi chờ đợi thầy Xuân Dũng và bác Thuận thì con sẽ bắt đầu chương trình mình giao lưu với nhau, xong rồi con sẽ có một vài vấn đề cần phải trao đổi nhắc nhở mình trước khi mình hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị vào ngày mai và mình trở về quê nhà của mình. Và con cũng muốn làm sao cho mình giữ được cái sức khỏe tốt khi mà mình trở về nhà, mình biết mình phải làm gì. Tại vì lúc này và giờ đây thì quý bệnh nhân phải tự mình lựa chọn lấy cái chế độ ăn nào cho nó phù hợp, bởi vì lúc này không có thầy thuốc theo kèm nữa. Tụi con tin tưởng quý bệnh nhân đã làm được điều đó. Nhưng mà hôm nay con muốn dành một chút thời gian giống như là mình ngồi mình sinh hoạt một chút để quý bệnh nhân mình hiểu thêm, để có thể có những câu hỏi thắc mắc gì đó mà trước khi mình ra về mình muốn đặt ra để các thầy thuốc ở đây có thể sẽ trao đổi với mình và hướng dẫn cho kỹ lưỡng hơn trước khi mình ra về. Đó là cái mong muốn mà con muốn sinh hoạt chiều hôm nay với quý bệnh nhân. Thì có thể là mình không tính thời gian nha, cứ ở lại đây tới chừng nào cũng được, tại vì còn có đêm nay nữa. Sáng ngày mai là hết, mình gặp nhau lần cuối nữa rồi biết đâu là tới mấy tháng sau được mình mới quay trở lại mình gặp lại các thầy. Cho nên là con cũng muốn làm sao cho thời gian sắp tới, tại vì con không ngày mai nữa là lễ rồi, con không có giờ để con chia sẻ thêm đâu. Mình chỉ nói một số cái vấn đề ngắn gọn cơ bản thôi, mà hôm nay con muốn chia sẻ ở đây luôn để quý bệnh nhân mình hiểu cái sức khỏe của mình như thế nào và về nhà mình giữ ha. Dạ,
Dạ anh có còn muốn nói gì kết thúc không? Anh có muốn nói gì kết thúc với bệnh nhân không? À, anh nói gì vậy? Ngày mai anh không có tới mà. Tôi bây giờ quyết định 131 người này nè. Được nói ra tí nha. Một chút xíu nữa thôi. Dạ. Trong 31 bệnh nhân này có một cái ưu đãi chỉ có 31 bệnh nhân này thôi. Thì ngày mai là cái ngày là không được hay là cái ngày được sử dụng khác đi. Có một cái gì nè. Là có quyền được tặng cho người thân để sử dụng cái này. Không nhất thiết là mình chưa chỉ có 31 người này thôi. À, rồi cái lúc đầu là nói là chỉ có là ai mới là bệnh nhân thì mua được không, bây giờ là được quyền chuyển nhượng tặng cho người thân cho người khác được chưa. Rồi cái đầu tiên là đến hai nữa thì bây giờ để quý vị bỏ ra những chuyện đó đi. À, bản thân Sơn Dũng là nó thực sự bây giờ cũng nhức đầu lắm. Bây giờ mình mà không có làm kinh tế thì rõ ràng là cuộc sống nó mình không muốn giúp, mình muốn giúp được nhiều người mà, nhưng mà mình làm một cách là sạch, những đồng tiền sạch theo lực các. Thì còn ai muốn nói gì nói bây giờ kể đi. Mình luôn luôn đưa cái câu chỉ là những đồng tiền mình kiếm là sạch và đi làm bác ái là được rồi. Thế thôi. Rồi còn ngày mai nhá thì Xuân Dũng không có mặt được, lý do thì Xuân Dũng đã nói rồi. Ngày mai là cái ngày kỷ niệm tròn một năm mà cha về với Chúa. Đúng ra thì ngày mai Xuân Dũng sẽ có mặt rồi sẽ hát với mọi người tặng từ lên cha một bài hát mới nữa về cha nữa, sáng tác nữa rồi. Nhưng mà ngày mai trước mặt thì thôi thì hè có lẽ rằng là cái bài hát đó mình sẽ phát lên từ video này. Sau đó thì từ video mà ngày mai anh thầy giỏi quay thì mình sẽ lấy làm tết và những cái lòng vô cái bài hát mới sáng tác mới sáng tác thì về phòng khám, về cha, về các thầy và về các bệnh nhân đó. Thì vậy còn rất là tiếc ngày mai có mặt, nhưng mà chúng biết rằng là ngày mai sẽ có rất là nhiều bệnh nhân, nhiều bệnh quân đến đây để là tham dự cái buổi lễ cầu nguyện ở trang chúng tôi của chúng ta. Thì cũng mong ngày mai cái buổi lễ được thành công tốt đẹp, và đặc biệt là 31 bệnh nhân đang ngồi phía dưới đó về nhà luôn luôn những cái đồ mà các thầy đã dặn dò, hãy đừng bao giờ chủ quan, đừng bao giờ chủ quan rằng mình là được ngày hôm nay là mình đã thành công không, chưa, mình cần hết sức cẩn thận và nên cập nhật thường xuyên liên hệ với các thầy về những cái triệu chứng của mình, vì chủ quan thì chúng ta đang học thì biết rằng có những cái triệu chứng nó sẽ khi về nhà. Nhưng mà nếu mình không liên hệ để giải quyết các triệu chứng đó thì nó sẽ là ví dụ nói như vậy đó. Thì mọi người cố gắng liên kết với liên hệ với các thầy, đừng có nghĩ rằng là về hôm nay là về xong là quên các thầy luôn rồi không có liên lạc rồi, cũng đôi khi cũng đó là cái cơ hội chúng ta đừng bỏ qua đó. Nhớ gì các đồ và ăn uống đúng và chỉ các đồ mà các thầy đã ý dạ, 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 cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn thầy Xuân Dũng. Rồi, bây giờ con quay trở lại cái vấn đề sinh hoạt với mình một chút. Thì chắc có lẽ con cũng rảnh tối nay, cho nên thì ở với mình bao lâu cũng được. Có nghĩa là sáng ngày mai là tới lễ rồi, thì cũng không có nhiều thời gian ở với mình thêm nữa, tại vì mỗi người ai cũng có gia đình, và hôm nay mình có kết quả tốt thì mình trở về mình vui với gia đình của mình, và từ đây thì mình phải cố gắng giữ phát đồ, tại vì lúc này là không còn mấy thầy đi theo nhắc mình giống như mấy ngày vừa qua nữa. Mấy ngày vừa qua là cứ vô hỏi ăn được không, uống được không, ngủ nghỉ như sao, rồi sức khỏe như sao, nhưng mà từ hôm nay là không có còn nhắc nhở được nữa.
chắc tụi con cũng phải bắt đầu tiếp tục với những bệnh nhân mới. Có nghĩa là xong các cô các bác ở đây rồi là tụi con bắt đầu tập trung cho những bệnh nhân mới. Nhưng mà ở đây tụi con có cái Zalo của bệnh nhân thì mình có thể mình có thời gian mình đi khám bệnh, mình được kiểm tra sức khỏe đó, thì cô bác có cái gì thắc mắc thì cứ mạnh dạn nhắn tin vào trong đó, các thầy sẽ giải đáp cho mình. Ví dụ như điện thoại hoặc là nhắn tin, nếu mà điện có thời điểm, trong những thời điểm mà tụi con đang làm việc thì có thể tụi con không nghe máy được, thì tụi con sẽ coi lại sau đó để tụi con trả lời cho quý bệnh nhân để góp ý cho mình như thế nào. Nhưng mà trước khi ra về thì con cũng sẽ có vài ý nhắc nhở mình một chút để giúp cho mình hiểu thêm về cái phương pháp của cha, để mà mình về mình đừng có đi chặt, mình phải đi đúng đường, giống như quý bệnh nhân mà hôm nay về đây mà thăm lại phòng khám, tụi con thấy quý bệnh nhân khỏe mạnh lần lần lên, tụi con rất là vui, thì cũng hy vọng là các bệnh nhân ở đây cũng sẽ được kết quả đó. Và sắp tới mình có dịp nào đó mình đi về miền Tây, mình ghé thăm các thầy, ghé thăm cha. Bây giờ điều đầu tiên là khi mình chẩn đoán ra mình mắc bệnh ung thư thì như con nói hồi nãy rồi đó, mình đi điều trị tại Tây Y, vô thuốc, xạ trị hoặc là phẫu thuật. Nhưng mà ở phòng khám này, tụi con nhận bệnh là những trường hợp mà mình không thể điều trị được bằng những phương án đó. Thông thường thì không điều trị được là coi như mình về mình tự kiếm thuốc nam, mình uống thuốc này, uống thuốc kia. Thì cái đó thì có thể là một số người mình gặp các thầy thuốc khác, mình hỏi, mình được điều trị. Hoặc là mình sẽ nghe những người mà người dân, người ta có kinh nghiệm để người ta hướng dẫn lại cho mình. Nhưng mà mình sẽ lo lắng, không biết là mình đi hướng nào đúng. Có khi mình nghe người này, cái mình nghe lại người kia, cái mỗi người chỉ hướng. Thì từ đó cha mới nghiên cứu cái phác đồ này, cái chương trình hỗ trợ điều trị này. 20 năm cha dành, thì cái thời gian trước cha vừa làm linh mục mà cha vừa nghiên cứu những cái này nữa. Cho nên là nhiều khi mà chính cha bề trên nhiều khi cũng nhắc nhở cha là nói là thôi cứ lo chuyện nhà xứ đi, lo chuyện con chiên đi. Nhiệm vụ của cha linh mục là phải lo cái đó chứ không phải là lo nghiên cứu những thứ này. Cái thứ này là có nhà nghiên cứu, có các bác sĩ, có các nhà khoa học ta nghiên cứu. Nhưng mà vì cha mình nói sao đây, sứ mệnh đi, cha có cái sứ mệnh, thì sứ mệnh đó thúc đẩy cha nghiên cứu cái phương pháp này, ít nhất có cải thiện trên các bệnh nhân dựa trên kết quả mà mình đi khám tại bệnh viện, hồ sơ đầu vào, hồ sơ đầu ra. Cho nên là từ đó cha mới hướng tới cái vấn đề nghiên cứu sâu hơn về hướng điều trị thực nghiệm. Thì mình là y học cổ truyền. Y học cổ truyền thì bắt đầu từ năm 2019 là bắt đầu phát triển. Tại vì những cái chính sách của nhà nước là tạo điều kiện để cho y học cổ truyền này, các cái loại thảo dược phát triển lên kết hợp với những cái phương pháp Đông Tây Y kết hợp đó. Thì từ đó tới những năm về sau này nè, mình thấy là những cái loại thuốc thảo dược được sử dụng phổ biến hơn. Nhưng mà con cũng nhắc nhở quý bệnh nhân nè, khi mà mình hôm nay mình đạt được kết quả này nè, mình ngồi ở đây là mình trước tiên là về cái tình trạng sức khỏe của mình khỏe lên trên lâm sàng. Cái thứ hai là những cái kích thước khối u, kích thước đứng lại hoặc là nó có giảm so với cái hồ sơ ban đầu. Cái thứ hai là cái chỉ số, các cái chỉ số luôn nha, không có chỉ riêng là dấu ấn ung thư không, mà những cái chỉ số sức khỏe liên quan, ví dụ như sinh hóa nè, rồi chỉ số về công thức máu nè, cái lượng máu của mình là bao nhiêu, thì những cái đó nó cũng rất là quan trọng trong khi bảo vệ sức khỏe của mình. Dựa trên những cái đó mình đi xét nghiệm máu, dựa trên xét nghiệm máu mình mới biết mình tốt cái gì, cái nào chưa tốt thì mình mới bổ sung vô. Cho nên là mỗi người sẽ có cái chế độ ăn khác nhau. Ví dụ như có người nói là cái lượng muối là cần phải giảm xuống, mình không được ăn mặn quá. Nhưng cái đó là có thể sẽ đúng với một số người, hoặc là đại đa số là những người khỏe mạnh thì mình ăn giảm cái lượng muối xuống. Nhưng khi mà mình mắc bệnh ung thư, mà có những bệnh nhân là ung thư đại tràng, trực tràng, mình đi cầu quá nhiều lần,
cái chuyện mà mình đi cầu nhiều lần như vậy đó, nó làm cho mình mất nước. Thế là mình mất nước là mình mất điện giải, và đi khám bệnh cái ion đồ của mình nó chỉ có 135 dưới 135 đi, thì bắt buộc mình phải ăn muối tăng lên. Do đó không phải mình nghe cái người khác nói là mình cần giảm muối là mình đè mình giảm muối theo. Cái muối nó có tính giữ nước, để mà cái muối nó tăng lên là cái nước nó sẽ giữ trong người. Ví dụ như cái khối u của các cô bị ung thư vú á, mà nó bị truyền cái dung dịch natri chloride 0.9% làm cái bắp tay sưng lên nó nhức, thì mình phải giảm muối trong những điều kiện đó, ví dụ vậy. Thì trong thời điểm mà các thầy thuốc ở đây có hướng dẫn cho mình rồi, thì có thể mình về nhà mình theo dõi sức khỏe của mình dựa trên các cái kết quả mà bác sĩ đã có xét nghiệm máu cho mình đó. Ví dụ như các bác nãy giờ có ngồi mệt thì cứ về nha, cứ ngồi nghỉ ngơi trong cái phòng đó. Vậy thì để cho mà cái kết quả cuối cùng mà tụi con cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, thứ nhất cái kích thước ít nhất nó phải đứng lại đối với những trường hợp cái bệnh lý nó đang diễn ra ở giai đoạn 4, hoặc là ví dụ như cái kết quả mà sinh thiết ra là biệt hóa kén, mà chỉ cần bệnh lý ổn là bệnh nhân đó là thành công rất là lớn rồi đó. Có những cái bệnh mỗi ngày nó lớn rất nhanh, thậm chí là mình không phát hiện ra, tới khi phát hiện ra là giai đoạn 4, tốc độ nó vậy đó. Thì cái chỉ số ổn định, và cái kế tiếp nữa là không di căn đó, không di căn, không phát hiện những cái điểm di căn mới. Ví dụ như hôm nay nè, các cô các bác ngồi đây mà tụi con phát hiện có một cái triệu chứng di căn vào cơ quan khác nữa, thì con sẽ cảnh báo với mình, cô ơi hay chú ơi, chú đang có một cái điểm tổn thương mới trong đó đó, mà bây giờ chú phải theo dõi cái đó nha. Thì cái đó thì chắc chắn là tụi con sẽ không cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị được, mà phải động viên bệnh nhân tiếp tục hỗ trợ điều trị tiếp. Còn ngoài ra những cái điều này đạt được tốt thì tụi con sẽ cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị và ra về, rồi tự động bản thân mình giữ phác đồ. Vì thời gian tụi con cũng đã yên tâm với các bác là mình giữ đúng phác đồ, thì về nhà cố gắng mình tuân thủ theo để mà cho những cái điểm này nè đạt được cái hiệu quả như vậy đó. Thì cái điều đầu tiên là mình nhớ giùm cho con là axit kèm nha, axit kèm. Cái này thường thì con sẽ nói khi mà bệnh nhân vào phòng khám, nhưng mà giờ con khi mà các cô các bác ra con cũng nói lại lần nữa. Cái tế bào ung thư á, nó sẽ phát triển trong cái môi trường axit. Nếu như cái cơ thể của mình á, mà nó là cơ thể axit á, axit hóa đó, thì nó làm tế bào ung thư nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn nếu như cơ thể của mình á, là môi trường kiềm hóa đó, thì cái tế bào ung thư á, nó sẽ được khống chế tốt hơn. Đương nhiên là mình giữ cái mức cơ thể về mức từ axit chuyển về kiềm, chưa hẳn là tế bào ung thư nó sẽ dừng lại. Chưa hẳn nó dừng lại nha. Chứ đừng bác cô bác đừng nghĩ là sao tôi ăn một thời gian tôi ăn cái này rồi mà bệnh tình tôi vẫn tiến triển. Đừng nghĩ như vậy. Mà ít nhất nếu như mà bản thân mình đã ăn những thực phẩm kiềm rồi mà bệnh nó tiến triển như vậy, thì mình hiểu mình ăn axit nó còn tiến triển nhanh tới cỡ nào. Đó. Khi mà mình đã ăn kiềm rồi mà nó còn phát triển như vậy thì mình nghĩ mình nạp cái thực phẩm axit nó còn phát triển nhanh hơn như vậy nhiều lắm. Vậy thì mình không được bỏ cuộc. Dù là mình, cái sức khỏe của mình ở điểm nào đi chăng nữa, mình cũng vẫn phải bám lấy cái này. Cơ thể của mình phải kiềm hóa. Chứ nhiều khi cô bác hôm nay ra phòng khám nè, cái về nhà bắt đầu cái mình nghĩ mình khỏe rồi. Tại vì mình quay trở lại cuộc sống bình thường thì đương nhiên cái môi trường mình sống sẽ nhiều người ta không chú ý tới sức khỏe đâu. Ta đang đi làm bình thường, ăn uống bình thường, chỉ có mình bệnh mình mới biết cái sức khỏe mình thôi. Còn ở nhà đó, những người xung quanh đó là họ đang ăn với chế độ ăn bình thường, họ thấy mình, họ thấy sao khác biệt quá. Mình muốn hòa nhập với cộng đồng thì mình phải ăn như vậy.
đó, hoặc là mình muốn xạ trị hóa trị thì mình phải ăn lại chế độ này để mình có sức mình mới vô thuốc xạ trị hóa trị. Thì về nhà mình ăn lại những cái thịt cá trứng sữa đó, mình đưa cơ thể ngược trở lại. Đó, đó là axit hóa. Còn đi theo hướng này là kiềm hóa. Ở đây các thầy thuốc ở đây theo sát mình, nhắc nhở từng ngày để cho cơ thể mình bỏ những cái axit hóa nè. Ví dụ như thuốc lá, cồn, thức ăn nhanh, rồi những cái chất độc hại đi vào trong cơ thể, rồi nước ngọt chẳng hạn, rồi đó, mà đạm động vật mình cũng không ăn, mà mình ngủ nghỉ tốt, cái về nhà mình lo lắng lại những cái công chuyện của mình trở lại mình làm việc, mình lo nghĩ nhiều thứ, rồi bắt đầu mình thèm những cái thịt cá trứng sữa mình ăn lại đó, thì một thời gian sau cái bệnh ung thư nó lại phát triển trở lại. Cho nên con sợ, rất là sợ cô bác ăn cái này. Như vậy thì có một số cô bác sợ quá mức luôn, sợ quá mức không dám ăn cái gì luôn, rất là nhiều. Ví dụ như nghe nói cái món này ăn là nó kỵ ung thư, đặc biệt là đậu hũ, đậu nành đó, con thấy đó, rất là nhiều trường hợp như vậy. Thì con giải thích lại về vấn đề đạm động vật và đạm thực vật nha. Ở đây nè, cái này là thật ra thì mấy miếng này là để mình dịnh mấy cái mấy miếng giấy thôi, nhưng mà thấy nó cũng có hiệu quả nên con cũng sử dụng để con ví dụ luôn. Ví dụ đây là cái đạm của con người nè, cái protein của mình nè ha, là cái này. Thì mỗi một cái hạt nhỏ nhỏ như vậy là một cái axit amin, nó có 20 loại lận, trong đây nó có mấy loại à, nhưng mà ở đây là lấy ví dụ thôi, nó sẽ có 20 loại. Nó sẽ gắn theo cái công thức của nó đó, nó gắn theo hình thức gì không biết, nó tạo ra một cái chuỗi gọi là chuỗi protein. Đó là cái cấu trúc protein của người á. Còn cái của động vật á thì nó gần như nó giống, gần như là hoàn toàn gần giống như của người luôn. Nó không có khác mấy. Ví dụ như nó chỉ khác là, ví dụ như đây là của người ha. Của đạm động vật nó có hết những cái bộ này rồi, nó chỉ cần thiếu một hai cái là đủ. Mình ăn nấm đậu hạt gì đó chút chút nữa vô là đủ hết trơn, là gáp lên thành cái công thức của mình hoàn chỉnh. Cho nên ăn thịt cá trứng sữa mình hồi phục rất nhanh, mình thấy mình mau khỏe đó. Mình ăn chút là mình đi làm ào ào luôn á. Ví dụ như trưa nắng ra đồng cuốc ầm ầm, đói bụng vô ăn tô cơm thịt kho rượu chẳng hạn, ra cuốc ầm ầm nữa. Còn mình vô mình uống ly sữa hạt ra ngoài cuốc vài ba cái đi vô là do cái công thức nó gần như nó giống nhau, giống như cơ thể của người. Nhưng mà cái đạm động thực vật á, nó sẽ có ít axit amin hơn, mà nó khác với của người. Nó chỉ có ví dụ như đây là đậu đỏ, nó có một nhóm thôi. Đây là đậu đen, đây là đậu trắng, đây là đậu xanh, đây là đậu phộng, đây là đậu nành, đây là hạt sen, đây là hạt chia. Mỗi thứ nó có một chút vậy đó. Thì mình phải ăn đa dạng. Thật sự cái ăn đa dạng này rất khó nha, tại vì nói trên lý thuyết thì dễ. Nhưng mà bây giờ mình đi ra chợ, nay mình phải mua món này, mai mua món kia, thì mình mua một lần, nhiều khi mình mua ăn tới mấy ngày lận. Sáng ăn rồi chiều cũng ăn món đó chứ không lẽ mình đổi món. Ví dụ vậy. Rồi mình đi làm, mình lo công chuyện mình làm, mình ăn chút, mình phải lo làm việc rồi. Cho nên là mình rất là khó đổi món. Hoặc là có thể là đổi món dễ duyên, nhiều thứ quá nó mắc tiền. Chứ không phải là rẻ đâu. Thì như vậy mình tập trung vô những cái loại nào mà mình trong điều kiện mình mua thôi. Ví dụ như mình mua những cái loại nào mà đậu hạt rẻ thôi, chứ mình không dám mua những cái loại mắc tiền. Thì cái mình ăn cái nhóm đó, hoặc là mình thích ăn những cái loại đó. Ví dụ như mình thích ăn đậu hũ, mình thích ăn đậu nành, cái mình đè mình ăn những loại đó nhiều. Hoặc là mình nghiêng về sữa hạt, mình mua các loại hũ sữa đó, sữa nguyên chất, sữa nguyên hạt á, mình uống những cái thứ đó không à, mình bổ sung vô. Thì những cái đó tốt á, nhưng mà đòi hỏi mình uống những cái khác nữa. Nó sẽ dư cái nhóm này, nhưng mà nó sẽ thiếu những cái nhóm khác. Nó dẫn đến là cơ thể mình nó không thể tổng hợp để nó ráp thành cái cấu trúc của mình được. Bởi vì cái này nó dư, nhưng cái này nó không có, nó lấy đâu ráp. Vậy thì khi mà đi tới bệnh viện á, bác sĩ mà nghe được mình ăn uống thiếu chất là bác sĩ sẽ rầy.
kể cả những bệnh nhân vậy, có khi á mình xuống ký á, cái bác sĩ đi bệnh viện bác sĩ nói rồi thiếu chất đó, cho nên là quý bệnh nhân cố gắng về nhà mình ăn cái loại đạm thực vật mà mình thay thế cho đạm động vật là mình phải ăn đa dạng hơn, chứ mình không ăn được một hoặc hai thứ được, là càng ăn đa dạng càng nhiều càng tốt. Cái chế độ ăn của mình là phải đa dạng mới được nha. Đó. Thì cơ thể của mình đủ đạm mà né được cái axit. Còn mình chọn cái tiện lợi là mình ăn thịt cá nó rất là tiện cho mình không phải suy nghĩ nhiều, ăn một chút thịt chút cá là mình khỏe, khỏi phải lo lắng chuyện mình đổi món gì hết trơn. Nhưng mà cái tiện lợi nó đi kèm với cái axit, nó phát triển cái bệnh. Thêm một cái con muốn nhắc nhở cô bác là về vấn đề mà dùng thuốc á, ví dụ như cái loại atiso đi, atiso thấy bán rất là nhiều, rau mía lao hoặc là lẻ bạn hoặc là mã đề hay gì đó, mình thấy mình mua rau bắp gì đó mình rất là dễ mua cái đó, vì nó mát gan và vì nó tốt cho cơ thể, nó không ít có những cái tác dụng phụ. Nhưng mà một số loại khác thì nó sẽ khó kiếm hơn, ví dụ như mình mua xạ đen mình không có thấy ở chợ nó bán bó xạ đen đâu, hoặc là mình mua những cái loại thảo dược này thảo dược kia thảo dược nọ, mình sẽ rất khó đi ra chợ mình kiếm những cái loại đó, trừ khi trong vườn á, nhà vườn người ta có trồng thì mình vô trong đó mình chia lại hoặc là mình xin thì mới có thôi. Bởi vì sao mình không có đem ra chợ bán, là tại vì dược tính thì nó đi kèm với độc tính. Cái thảo dược nó sẽ có, nó có giống như con dao hai lưỡi đối với cơ thể mình vậy đó. À. Cô bác nào mà về ăn cháo thì cứ về nha. À, cứ dắt ông về đi cho ông nghỉ ngơi đi. À, cứ dắt ông về. Đi về đi. Dạ đi cứ đi đi. Cô bác nào muốn về cứ về bình thường nha. Tại vì ở đây con sẽ chia sẻ giống như mình trao đổi với nhau để mình thoải mái thôi, chứ không phải là bắt cô bác ngồi ở đây để mà mình thấy đâu, mình cứ về nhà mình ăn uống bình thường. Ví dụ như mình ngồi một chút với con thì mình có câu hỏi thắc mắc gì cứ hỏi chung, để khi mình về rồi thì mình sẽ không có hỏi được chung như vậy, còn khi mà ở đây thì con sẽ có thể giải đáp được thì con giải đáp. Thì cô bác nhớ cái vấn đề mà mình dùng thuốc á, đó là con dao hai lưỡi đối với sức khỏe của mình. Tại sao nó là con dao hai lưỡi? Tại vì nó phân ra hai loại, một là thức ăn, hai là thuốc. Thảo dược là thuốc. Thức ăn nè, trong cái quá trình mà mình ăn uống của các cái thế hệ trước á, là qua quá trình chọn lọc á, thì của ông bà cụ mình ăn, rồi tới cái đời ba mẹ mình ăn, tới đời mình ăn, thì những cái loại thực phẩm đó nó an toàn cho cơ thể, nó có dinh dưỡng và nó an toàn cho cơ thể, nó ít độc, thì những cái loại đó mình mua rất dễ dàng. Ví dụ như bầu, bí, dưa gan, nước đắng gì đó mình mua rất dễ, đương nhiên nó cũng nằm trong cái nhóm thảo dược đó, nhưng mà những cái loại đó rất là an toàn, không có sao hết. Mình ăn đại đa số là nếu không có dị ứng gì một số thành phần thì thôi cứ ăn bình thường, nhưng mà thuốc thì nó lại khác. Ví dụ như cây xạ đen, ví dụ như bạch hoa xà, trong một số trường hợp mình ăn cái loại rau xanh trái cây rồi mà cái sức khỏe mình nó cái mức độ khống chế cái bệnh lý ung thư nó không có đủ mạnh, thì lúc đó mình cần tới cái loại thuốc thảo dược mạnh hơn, các hoạt chất trong đây nó mạnh hơn, đồng thời nó cũng đi kèm với độc tính. Và ví dụ như mình về nhà cái mình uống một số loại trà xanh hoặc là một số loại xạ đen mà mình uống quá liều thì mình sẽ bị giảm hấp thu sắt. Thường cô bác thấy dễ dàng thấy cái cảnh này lắm nè, mình uống nhiều quá một cái loại thảo dược gì đó cái mình chóng mặt qua mắt, tự nhiên mình quay một vòng, mình làm bị tụ huyết áp. Thì những cái loại mà thảo dược mà mình uống quá liều nó sẽ làm giảm cái khả năng hấp thu sắt, một thời gian mình bị mất máu. Một số bệnh nhân đi khám bệnh ra bác sĩ nói không được uống thảo dược nữa, mình đang thiếu máu nè. Lý do là tại vì khi mà cái thuốc này nè nó đi vào cơ thể mà nó đi quá liều đi, mình cho uống quá nhiều là cái cơ thể của mình á, cái sắt á, mình ăn kèm đi chăng nữa, mình ăn chung với cà rốt, bí đỏ, thậm chí là mình uống thuốc sắt luôn, cái thuốc sắt này nó đi ra ngoài chứ nó không có đi vô trong cơ thể mình được.
Tại vì lúc này cái thảo dược nó ngăn cho cái sắt nó không có xâm nhập vào trong cơ thể để mà nó tạo máu mới. Nên thành thử ra mình uống cái loại thảo dược là mình uống với cái mức vừa phải thôi. Cô bác thấy giống như cái Phan Tả Diệp á, là uống thử quá liều thôi, đau bụng đi cầu mấy ngày luôn á. Cho nên là cố gắng các loại thảo dược á, mình cái loại nào á không biết thì cứ hỏi tụi con chỉ cho. Thì con mới vừa nói đó, ví dụ như trong cái hàm lượng cho phép á, thì mình uống vừa phải thì được. À, cái loại tươi đó, tại sao cái loại tươi mình uống nhiều mà cái loại khô thì mình lại uống ít? Tại vì cái loại khô á, nó mất nước rồi, nó rút nước ra hết rồi, nó chỉ còn lại cái hoạt chất thôi. Còn cái loại tươi á, trong cái loại tươi, cái lá tươi á, nó vẫn còn nước ở trong đó. Cho nên cái lượng nước ở trong cái lá tươi đó nó sẽ nhiều hơn cái lượng nước ở trong nước khô. Thì cái khô đó mình sẽ giảm nước xuống để gì nó quá, tại cái lượng thuốc trong đó nó nhiều rồi. À, nó sẽ tùy vào cái này nè. Đây, cái câu hỏi cô muốn hỏi con á, là uống cái thuốc thảo dược trong thời gian bao lâu ngưng. Nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của mình. Đây nó sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình nha. Mỗi người sẽ có một cái cách dùng thuốc khác nhau. Ví dụ như đây, một bệnh nhân ung thư đi, ung thư dạ dày đi, đó, thư dạ dày. Bây giờ cái khối u nó nằm đây, bác sĩ cắt loại bỏ 1/3 dạ dày, đó, nó chỉ có lại nhiêu đây thôi. Và sau khi mà thời gian hỗ trợ điều trị đây xong, mà các bệnh nhân không có dấu hiệu di căn vào các cơ quan khác, còn cái khối u đây đã phẫu thuật mất rồi, đâu còn nữa. Mà lúc này là cái chỗ cái miệng nói nè, nó cũng đã lành rồi. Như vậy thì không có khối u, thì cái hàm lượng mình dùng thuốc á, có thể mình giảm cái lượng thuốc xuống tối thiểu nhất có thể. Nhưng mà mình vẫn điều gọi là hỗ trợ điều trị, trợ điều trị. Và mình vẫn tiếp tục điều trị Tây y, có nghĩa là những điều trị triệu chứng vẫn được nha. Đó là điều trị bảo tồn. Bảo tồn có nghĩa là mình vẫn duy trì cái thảo dược đó để cho nó nè. Trong cái thảo dược á nó sẽ có, thứ nhất nè, nó có kiềm, tính kiềm. Bản thân thảo dược nào nó cũng có tính kiềm hết á. Bây giờ không cần biết, ví dụ như giờ các bệnh nhân đưa vô cho các thầy, thầy ơi cái loại này nó như thế nào, thì cái đầu tiên tất cả các loại thảo dược nó có tính kiềm, nó là kiềm tự nhiên đó. Ví dụ như mình lọc qua máy lọc nước kiềm là kiềm mình xử lý. Còn tất cả rau xanh, trái cây và thảo dược nó đều có tính kiềm và nó là kiềm tự nhiên. Cái thứ hai là có chất chống oxy hóa. Chống oxy hóa, đây là cái mà mình cần cho cái bệnh của mình nè. Quý bệnh nhân cần uống thảo dược là do cái chất này nè, cái chống oxy hóa nè. Tại vì cái tế bào ung thư á nó sẽ sản sinh ra gốc tự do. Tế bào ung thư nó sản sinh gốc tự do, cái gốc tự do nó lại sản sinh ra oxy hóa, nó làm ra oxy hóa. Thì mình phải có những cái chất chống oxy hóa để ngăn ngừa cái oxy hóa của tế bào ung thư, nó làm cho tế bào ung thư nó vô hại, vô hiệu hóa. Mình muốn khống chế được cái bệnh ung thư á, thì cái thảo dược này nè, có cái chất chống oxy hóa đó, nó phải cao hơn cái lượng oxy hóa của cơ thể. Nếu mà cái này ít hơn nè, cái chất oxy hóa nhiều mà cái chất chống oxy hóa nó ít hơn, là cái bệnh của mình nó sẽ hoành hành mình dữ dội lắm, bắt buộc mình phải nhiều hơn cái này đó. Còn cái thứ ba nữa nè, là nó có tính có hoạt chất tự nhiên, chất tự nhiên. Trong các loại rau xanh á, và trái cây á, trái cây đi, thì nó chứa vitamin C. Min C thì cái hoạt chất tự nhiên á, nó có trong thảo dược á, nó mạnh hơn vitamin C gấp 10 lần, cho nên là nó hiệu quả hơn cái vitamin C này. Đó, khi mà mình không còn khối u nữa đó, ví dụ như cái này nó đã loại bỏ rồi, không phải gan, không phải dạ dày, thì nó là tuyến vú. Mình cắt loại bỏ cái khối u, mình chừa lại thành nhật và mình nạo vét hạch, thì lúc này đâu còn khối u nữa, mà
mình kiểm tra ra cũng không thấy gì căng luôn. Như vậy thì mình giảm cái mức thảo dược này xuống mức tối thiểu. Tối thiểu từ 1 cho đến 3 tháng, rồi sau đó mình dừng lại, mình ăn rau xanh trái cây thôi. Nhưng còn đối với những cô bác bây giờ mình chưa loại bỏ cái khối u đó đi, mình chưa hề mổ, nhưng mà do là cái hồ sơ ban đầu là mình khối u lớn, bây giờ nó dừng lại hoặc là nó nhỏ lại, nhưng mà nó vẫn có khối u, thì cố gắng vẫn duy trì cho con cái này, chứ đừng bỏ. Đừng bỏ nha, có nghĩa là mình mới nhỏ lại thôi, có nghĩa nó vẫn còn khối u. Mà hãy nó có khối u đó và có ung thư đó thì nó vẫn có sinh gây gốc tự do, mà gốc tự do thì nó vẫn có oxy hóa, như vậy thì nó vẫn tàn phá cơ thể mình được, thì mình vẫn còn duy trì thế này. Dạ. Và cố gắng cách cái thuốc tây ra 2 tiếng giùm con. Về cái phần nước kiềm á, ví dụ như vậy, cái cơ thể của mình á, nó cô bác nào mà thấy mình đói bụng mình cứ về ăn cháo nha, tại vì tụi con cũng vẫn có quay lại, quay cái clip lại, mình có thể mình coi qua clip cũng được. Cái cơ thể của một đứa bé đó khi sinh ra đó, nó sẽ nghiêng về kiềm nhẹ, chứ nó không có nằm ở chính giữa là trung tính đâu nha. Cơ thể của một em bé sinh ra là nó nghiêng về kiềm nhẹ một chút, kể cả khi mình lớn lên là 7.13 tới 7.3 đó, chứ không có nghiêng về axit. Như vậy thì những cái thứ thực phẩm mà mình đưa vô cơ thể đó là do là quá trình mà mình bắt đầu mình ăn uống mỗi ngày mình lớn lên á, trong cái môi trường sinh hoạt của mình á là nó bị axit hóa. Ví dụ như giờ mình đi đám tiệc, đi đám tiệc thì thường người ta để đồ mặn không à, thịt, cá, trứng, sữa, kèm theo đó là bia, rượu, còn có cồn, không có cồn né được cái đó đi chăng nữa, uống nước ngọt. Không uống nước ngọt thì uống ly nước trà đá, kiểu nào cũng dính. Kiểu nào cũng dính. Rồi công việc nữa, đương nhiên bây giờ càng lúc càng áp lực. Hồi xưa đó thì nuôi một giống như ông bà xưa đẻ rất nhiều con nhưng có thể lo được, nhưng giờ một hai đứa con thì nhiều khi lo không nổi. Áp lực về tài chính, áp lực về công việc, mà cái áp lực đó nó vẫn tạo ra axit cho cơ thể. Bởi vậy cho nên là phòng khám của con á, các thầy á cố gắng làm sao không có để cho bệnh nhân bị buồn. Cố gắng tạo cho mình cái niềm vui này, niềm vui kia. Là bởi vậy cho nên không có lấy tiền bệnh nhân, là để cho mình vô đây là mình cảm thấy nơi này không có hề áp lực với mình về mặt tài chính. Cho nên là quý bệnh nhân khi tới đây nè, là mình tránh đi cái nỗi lo đó. Và hôm nay con mừng khi mà thầy Xuân Dũng kết hợp với bác Thuận cho những bệnh nhân về vấn đề chỗ ở nữa, thì tạo cơ hội ở phòng khám thì đã lo được cái vấn đề điều trị rồi, còn chỗ ở thì thầy Xuân Dũng và bác Thuận đã thống nhất với nhau, như vậy thì mình không lo về chỗ ở nữa, là nhẹ nhàng rất nhiều. Bây giờ chỉ có điều là không có làm gì ra tiền thôi. Chừng nào mà ở đây điều trị mà hàng tháng vẫn có tiền đều đều á, thì cái đó thì mà chắc cái đó chắc lo không nổi. Rồi. Dạ, con cảm ơn. Câu hỏi là uống nước kiềm bao nhiêu chấm là được. Đây nè con chỉ cho. Bây giờ con nói tiếp cái vấn đề này nha. Bây giờ là do cái chế độ ăn của mình về cái sự kiềm hóa nó không có, mà giờ axit hóa không à. Mình đi ra ngoài hàng quán gì mình kiếm chỗ ăn chay không có ra, mà có chỗ ăn chay đi chăng nữa mình nó chỉ có một số món thôi, mà mấy cái món đó mình có thể mình ăn mình cảm thấy nó bị ngán. Ngán cũng đúng đó, tại vì nó có một hai chất nó không đủ đa dạng được. Tại vì nãy con nói rồi đó, không phải mình ăn chay là đủ, tại vì khi mình ăn chay mình sẽ bị dư cái món, dư cái đó đi, ví dụ như đậu hũ nè hoặc là đậu phộng nè, mà mình thiếu những cái khác. Như vậy thì cái chuyện mà mình ăn được, ăn để mà cơ thể mình được cái mức kiềm mà đủ chất á, thì mình chỉ có mình tự mình chế biến thôi, còn đi ra hàng quán thì ăn đỡ thôi, chứ thật sự rất là khó. Thời điểm bây giờ á, mình không có bị giống như là thị thiếu thức ăn. Ngày xưa mình đi kiếm đồ ăn rất là khó, mua cũng mắc tiền, mà trồng tỉa cũng khó nữa.
Nhưng bây giờ cái vấn đề nó lại khác rồi. Bây giờ đồ ăn thì đầy, không có khó đi ra chợ, ra hàng quán rất là nhiều. Nhưng mà nó đòi hỏi mình phải biết lựa chọn làm sao thôi. Rồi, nó khó ở chỗ đó đó. Đụng cái nào nó cũng có quá chất, đụng cái nào cũng độc hại hết á. Rồi cái loại thực phẩm đó về nhà đòi hỏi mình phải có giờ mình chế biến nữa. Đó. Như vậy thì đưa cơ thể nè, trong một thời gian càng lớn tuổi á, càng tích lũy axit chừng nào nhiều hung chừng nấy. Mà để cái cơ thể mà mình nghiêng về axit nè, nó đâu có chịu nằm yên ở đó. Cái thận á, cái hai cái quả thận của mình á, nó phải tìm cách làm sao để mà đưa cho cái máu của mình á, cái thận nó lọc máu, nó đưa cho cái thận, cho cái dòng máu của mình á, nó nghiêng về kiềm nhẹ một chút. Dạ, bác cứ về, bác cứ nghỉ ngơi, tại vì có quay video clip, cái gì bác coi lại nha. Cái thận của mình á, nó phải lọc máu làm sao không được axit và không được kiềm quá mức. Ví dụ như có một số bệnh nhân á, bây giờ axit nhiều quá, bây giờ để cho nó nhanh kiềm, uống lên nước kiềm 10 chấm hoặc là 10.5 luôn. Những cái này là bắt đầu càng cao thì cái thận này nè, nó phải chuyển từ cái số 10 chấm nè trở về cái mức trung tính, áp lực lên cho thận. Bởi vậy cho nên cái người suy thận nè là không uống nước kiềm cao là vậy đó. Bây giờ nè, cái nước trung tính là nước 7 nha, 7 chấm nha. Nghiêng về kiềm là 8 và 9, nghiêng về axit là 6 và 5. Đó. Thì cái nước mà 7 chấm là nước lọc bình thường mình ở nhà đó. Cái nước đó là nước 7 chấm đó, nước lọc, nước bình đó. Cái nước La Vi á, mà mình mua ở ngoài các cái cửa hàng á, là 8 chấm. Các thầy á, cho mình uống ở đây là 8.5 tới 9.5. Vậy thì mình sẽ uống cái nước kiềm từ 8.5 tới 9.5 là tốt nhất. Vậy thì tìm cái nước này ở đâu ra? Như nãy thầy Xuân Dũng có chia sẻ với mình là mình lắp máy. Cái cách thứ hai là mình mua nước ở ngoài các cái cửa hàng. Cái cách thứ ba, bây giờ mình không có tiền mua nước, cũng không tiền lắp máy, vậy thì làm sao? Vậy thì ăn bù rau xanh trái cây nhiều vô. Bây giờ mình chọn cái cách gì dễ nhất mà tiện lợi nhất, hiệu quả nhất là rau xanh và trái cây. Bản thân rau xanh và trái cây nó có tính kiềm, nó chính là kiềm tự nhiên đó. Nó là kính kiềm tự nhiên, mà bên cạnh đó nó vừa có kiềm, vừa có chất chống oxy hóa, mà nó vừa có các vitamin khoáng chất mà cần thiết cho cơ thể nữa. Có nhiều người á là bưng cái chai nước kiềm 8.5, 9.5 đi toàn ten, chỗ nào cũng phải đem theo nước uống, sợ uống nước này nước kia là không có hợp á. Nhưng mà mình, liệu như mình không có nước đi, thì mình ghé vô cái hàng quán nào đó, mình có thể mình kêu một ly nước ép chẳng hạn. Nếu như mình không có tiểu đường thì mình kêu một ly nước ép mình uống, hoặc là rau xanh thì đó, cần tây nè, rồi rau má nè, rồi cà rốt nè, tất cả những thứ đó là tốt cho cơ thể đó, đó là kiềm tự nhiên đó. Vậy thì mình uống cái đó vô. Vậy thì cơ thể á, mà nếu như bị axit á, thì cái thận á, nó phải lọc đưa về trung tính, và kể cả khi mình uống kiềm cao nó cũng phải lọc để nó đưa về trung tính. Vậy thì quá axit cũng không được, quá kiềm cũng không được. Cái vòng tròn này nè, nó cho phép mình nó nằm ở giữa thôi. Cái thận càng yếu thì nó càng gom nhỏ lại, gom nhỏ cái vòng tròn lại. Còn nếu như cái thận mình khỏe thì có thể lọc được như vậy. Các cô các bác á, mà hay lớn tuổi mà bị bắt đầu bị cái canxi nó bị xuống thấp á, khi mà cái cơ thể mình quá axit á, thì nó sẽ lấy cái canxi từ trong xương á, nó trung hòa với cái axit đó để nó đưa cơ thể về mức trung bình. Vậy thì mình sẽ mất đi cái canxi. Mình chưa tính tới cái bàn bổ sung canxi như thế nào nha. Mình nói về cái canxi á, hãy mà cơ thể mình axit quá nhiều, nó phải lấy cái canxi nè, nó trung hòa lại, cơ thể nó mới cân bằng được. Vậy thì khi về nhà đó, mình cố gắng mình uống trong cái phạm vi nước này nè, 8.5 đến 9.5 thôi. Thì ba cách nãy con nói rồi. Còn khi mà mình uống thuốc tây á, cô bác nào uống thuốc tây nhớ giùm con uống nước 8 chấm thôi.
Tại vì nếu mà mình uống nước kèm cao á, nó sẽ kết tủa thuốc. Cái thuốc của mình nó sẽ bị kết tủa lại. Đặc biệt là mấy thuốc kháng sinh rồi đó, mình dễ thấy lắm. Cho nên là mình chỉ được dùng thuốc 8.0 đổ xuống từ 7 chấm đến 8 chấm. Rồi bây giờ thêm một cái nữa con muốn nói luôn. Khi mà mình đã có căn bệnh ung thư trong người rồi đó, thì trung bình là từ, đối với bệnh ung thư máu á, thì hàng tháng là mình phải đi kiểm tra ha, ung thư máu nha. Hả? Bao lâu mới kiềm không? Vậy thì hỏi bao lâu mới kiềm thì nó sẽ do cái này là quyết định nè. Trước khi cô vô đây á, là cơ thể của mình là tức do cái chế độ ăn của mình và do lối sống sinh hoạt của mình nó tích lũy axit hay kiềm. Đó. Ví dụ như mình trước khi mình vào đây, mình trước khi mình điều trị. Đẹp, nó chỗ này nè. À. Đây đây con nói thêm cái này. Mỗi người sẽ có cái xuất phát điểm khác nhau khi mà vào đây. Ví dụ như cô bác này thì ăn tự do, mình muốn ăn cái gì ăn, ai cho ăn gì mình ăn đó, mình dễ ăn. Có người thì nhậu nhiều, có người hút thuốc nhiều. Càng nhậu càng hút thuốc mà ăn tự do thì cái cơ thể của mình axit càng nhiều. Còn cái người mà ăn kỹ, mình không ăn những cái loại thịt cá trứng sữa, nhưng mà mình lại ăn rau xanh nhiều, trái cây nhiều, thì cơ thể của mình nghiêng về kiềm hơn. Mà mình ít có lo lắng, mình vô tư, mình thoải mái nữa. Vô tư á, thì cơ thể của mình nghiêng về kiềm. Thì cái người kiềm nè, sẽ dễ dàng khống chế bệnh hơn là người có cơ thể axit. Vậy thì làm sao để biết được cơ thể này? Thật sự ra nó có mấy cái cách như sau nha. Cái pH á, nó sẽ có bốn dạng chính nha. pH máu thì nó không thay đổi, cơ thể mình nó sẽ không có thay đổi về pH máu. Tại vì khi mà mình muốn thay đổi thì các bác sĩ sẽ cho mình một số phương pháp để thay đổi pH máu. Tại vì thay đổi chút xíu là nó sẽ nguy hiểm tới bản thân, cho nên cái này mình bỏ qua, mình không có màng tới. Cái pH nước bọt và pH nước tiểu. Ví dụ như buổi sáng thì mình đánh răng súc miệng xong mà mình ăn rau xanh vô, cái mình lấy cái quỳ tím ra mình thử, cái tự nhiên nó ra màu xanh. Còn lát nữa mình nóc một chai nước ngọt vô ngay sau khi mình ăn rau xanh xong, nó chuyển sang màu cam. Như vậy thì cái này nó sẽ thay đổi theo cái loại mà mình ăn. Để làm chi? Để mình đánh giá được là mình ăn như vậy đã hợp lý hay chưa. Ví dụ như sáng ngày cô bác muốn thử á, mua cái giấy quỳ tím á, xong rồi chưa đánh răng súc miệng gì hết, mình liếm vô trong cái tờ giấy đó để coi mình pH của mình nó là bao nhiêu dựa trên cái màu của nó. Thử đi, mình cứ thử đi để mình đánh giá để coi như thế nào. Phương pháp theo phương pháp của Osawa đó là mình nhai gạo lứt muối mè, nhai để cho nước bọt này nè nó tiết ra là nước bọt kiềm, cơ thể sẽ tự tiết ra cái nước bọt có tính kiềm để nó tiêu hóa được thức ăn. Nhưng mà để nước bọt nó có tính kiềm thì cơ thể mình phải đủ enzyme để sinh ra nước bọt đó. Còn với pH nước tiểu á, thì sẽ khó thử hơn, nó không giống như quỳ tím. Mà mình không sao muốn nói hả, cho con xin thêm 10 phút nữa đi. Dạ mắt nói cái mắt ngay, mai hết gặp rồi nên hình thử ra mắt nói. Thôi cho xin 10 phút nữa đi, con nói còn chút nè. Để thôi mai nữa rồi vô lễ cái là gặp bệnh nhân ít nữa. Con thì con ham nói chuyện. Cái pH nước tiểu á thì mình chỉ đi khám phân tích nước tiểu mình mới làm được thôi, chứ không có cách nào mình làm được hết trơn á. Thì đi cô bác mà cứ định kỳ đi khám bệnh á, ví dụ như ung thư máu thì mình đi hàng tháng. Còn các cái bệnh lý mà mình muốn mình định kỳ mình đi tái khám á, thì cố gắng là đi trong vòng 3 tháng đi một lần. Còn những cái như sau ha, nội soi nè, CT nè,
em trai nè sẽ có cái nội soi thì nó đòi hỏi mình phải trước khi đó là mình phải kiểm tra điện tâm đồ, rồi nó sẽ can thiệp cái ống nội soi vô, thì đương nhiên là mình cũng nên hạn chế can thiệp cái này, bởi vì nó cũng rất dễ bị viêm, động vô đó là nó dễ viêm. Còn cái phương án mà MRI với CT á thì nó có tiêm thuốc cản quang, cho nên là 6 tháng đổ lên mình mới nên đi làm, chứ đừng có gấp gì đâu mà đi làm, trừ khi nào bác sĩ ra chỉ định, bác sĩ thấy cần thiết, cái ca phổi đó có nghi ngờ ung thư di căn não, cho chỉ định đi làm MRI hoặc là CT thì lúc đó mình mới làm. Chứ bệnh nhân đừng đòi hỏi và đừng có mong muốn là mình phải làm sớm cái này, bởi vì sẽ có tiêm thuốc cản quang. Dạ. Cản quang để nó ngắm thuốc vô rồi mới hình ảnh nó mới hiện lên mình mới thấy. Còn nếu như làm những cái CT mà không cản quang thì nó giống như là hình phim X quang vậy đó. Vậy thì 6 tháng trở lên mới được làm cái này. Dạ. Tại vì cái đó là chẩn đoán bệnh thì bác sĩ phải bắt buộc phải cho làm để xác định bệnh. Cho nên là bệnh nhân có nhiều cô nhiều bác mong muốn bác sĩ làm MRI cho tôi đi, làm CT cho tôi đi, giờ kiểm tra ra cái X quang cái siêu âm nó không có thấy rõ, không chắc ăn, cho nên mình muốn làm cái đó, nhưng mà đừng mong muốn vậy, bảo vệ sức khỏe đừng làm vậy, làm cái siêu âm hoặc là xét nghiệm máu thông thường thôi, cơ bản thôi là an toàn nhất. Cao cấp hơn chút thì mình làm cái X quang trong vòng 3 tháng đổ lại thôi là được. Cho nên là cái phân tích nước tiểu nè, khi nào mà đi khám bệnh á, 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 1 tháng gì đó thì mình kèm thêm cái này nè, để mình coi cái pH nước tiểu nó như thế nào. pH nước tiểu nó sẽ khác với cái pH nội môi nha. Cái pH nước tiểu này nè, khi mà cô bác cô nói đi kiểm tra là 6 chấm hay gì đó, hoặc là 6.5 hay gì đó, hoặc là 7 chấm luôn cũng được. Có nghĩa là thời điểm đó, khi mà cô đi lấy tiểu nước tiểu á, là cái chế độ ăn của cô hoặc là cái cơ thể lúc đó, cái pH lúc đó là nó sẽ có mức này. Nó chỉ có thời điểm đó thôi. Ví dụ như thời điểm đó cô ăn đủ cái lượng rau, nó sẽ nằm ở mức này. Còn ăn ít lượng rau hơn, nó sẽ ít nằm ở mức này. Mà nếu mình ăn thịt ăn cá luôn nữa, nó sẽ xuống tới mức này. Vậy thì nó chỉ đánh giá trong thời điểm đó thôi, chứ không có đánh giá hết tất cả các ngày. Còn cái pH nội môi này nè, là pH tổng thể mà mình muốn đánh giá đó. Nhưng mà thật sự chưa có một cái phương pháp nào để đánh giá được pH nội môi là bao nhiêu chấm, chỉ dựa trên những cái trung gian này thôi, hai cái này thôi, làm trung gian. Cái này nó chỉ đánh giá là khi mà mình cái bệnh lý ấy, nó phát triển, nó tiến triển tới đâu, hoặc là trong thời gian đó mình ăn uống như thế nào, mình có thể dự đoán được acid hay kiềm thôi. Chứ cái này chưa có cái phương pháp để mà đánh giá chính xác, chỉ đánh giá gián tiếp thôi. Nước kiềm thì nên uống nè. Bây giờ câu hỏi nè, cô ăn rau xanh với trái cây đến chừng nào cô ngưng? Trong cái trường hợp á mà cái người đó bị suy thận, cái thận đó chạy thận á, lúc này cái thận nó không có điều chỉnh axit kiềm nữa rồi, axit kiềm nhiều quá cũng không được, axit nhiều quá cũng không được, cái thận nó quá yếu rồi, thì lúc này cái người đó sẽ không được chỉ định cái nước kiềm để uống trong cái thời điểm mà mình áp dụng. Nhưng mà ví dụ như cô, cái thận của cô khỏe đó, bởi vậy cho nên là con hay cho bệnh nhân đi khám, mà con hay kiểm tra lắm cái creatinine nè, đó cái creatinine nè, cái độ lọc cầu thận đó, và cái urea đó, chức năng thận đó, con hay cho kiểm tra này. Con thấy cô bác đó khỏe vì những cái chức năng này, con cứ để cho bệnh nhân uống tự do, nhưng mà đừng có uống quá nhiều về cao vậy nước kiềm nha, tối đa là từ 8.5 tới 9.5 thôi. Tại vì tại sao có cái nước cao hơn là tại vì có khi mà trong cái máy lọc nước kiềm á, nó có cái dòng nước 11.5 nữa. Có một số cô bác thấy chắc có lẽ là uống nước kiềm càng cao thì nó càng mau hết bệnh, tại axit mà, uống đưa về kiềm nhanh, quất cái 11.5 vô
cái nước này nước rửa rau. Cho nên là mình uống cái nước từ 800 năm đến 900 năm, mà ít hơn nữa là 800. Đó. Rồi. Cả nhà. À. Thì thật ra nó như thế này, tại sao mà hồi trước nó không có vụ nước kìm mà giờ lại có? Là tại vì do cái chế độ ăn của mình nè. À. Mình ăn ít rau xanh, trái cây quá. Ngày xưa ông bà cụ lớn tuổi, nhà vườn đâu có nước kìm hoặc là đâu có thức ăn axit nhiều, cho nên cơ thể mình nó chưa hẳn là axit nhiều nữa. Ông bà cụ nhà vườn trồng cái gì thì ăn cái đó, thậm chí là đạm động vật cũng vậy, ăn cũng ít nữa, thịt cá trứng sữa nhiều khi có nuôi con này con kia mà đâu dám ăn đâu, phải bán cái đó đặng đổi lấy gạo để mình ăn. Còn bây giờ rượu bia nhiều nè, rượu bia nhiều, nước cồn, các loại hóa chất, còn nước ngọt, ra ngoài chợ là chút xíu là có đồ ăn về liền à. Đó, tất nhiên về axit bắt buộc mới có cái chuyện mà nước kìm nó ra đời để nó bù lại cái vấn đề mà mình axit hóa. À. Còn nếu như mà cơ thể mình ổn định rồi thì rau xanh và trái cây là mình ưu tiên số 1. Rồi quý bệnh nhân cô bác có thắc mắc gì nữa không? À, nó có một cái bút thử mình mua. À, nó có những cách sau nha, ví dụ như có cái bút thử TDS hoặc là bút thử về kìm, cái độ kìm pH á, thì mình có thể mình thử qua bằng bút, hoặc là mình thử bằng quỳ, giấy quỳ, hoặc là mình thử qua bằng dung dịch, dung dịch thử. Rồi bây giờ còn hát mắc gì nữa không về cái chế độ ăn nữa không? Không có thì kết thúc ở đây. Dạ. À, ngày mai là 6:30 là tụi con sẽ đọc kinh dỗ cha, rồi tới 7:00 là quý bệnh nhân phải có mặt đầy đủ nha. Quý bệnh nhân hôm nay ra phòng khám rồi, ngày mai con sẽ sắp xếp bàn ghế rồi mình vô mình ngồi, mình ăn sáng rồi một chút đi rồi vô đây, rồi 9:00 mấy là tụi con sẽ mời các cô các bác ở lại dùng cháo với tụi con.